thì hỏi các bạn các bạn học xong cái phần minimize cái điệp bay chưa xong chưa các bạn có mặt đây nè ừ, các bạn học tới phần đó chưa alo đi đâu hết rồi ok okay all right now the first i want to uh, review something about knowledge we have learned in uh, the second module automata all right all right automata automata. okay so i have uh, i show you the the main uh, note right the main notes you must know about the automata in the automata we must know uh, uh, regular expressions, right? Regular expressions is uh, an expressions of mm, the symbols on alphabet, sigma, uh, and uh, regular operations. Right? You must know we have three operations. We have three regular operator. Right? The first one we have unions. The second we have product, and the last we have uh, star. Right? It means closer closer right. well, so, change closures of um, um, a set right or, or relations we have learned in uh, this risk structure right so um, in knowledge we have learned about how to convert from um, regular expression to a finished automata right and we have the inverse of this problem from Finnish automata and we want to find regular expressions of it, right? We must know about it, right? Uh, the uh, Finnish automata, we have some um, we have some Finnish automata like this. We have Epsilon, NFA, NFA without Epsilon, and DFA, right? We have three cases about the Finnish automata. We have learned in... The lectures, right? The first one, I want to review something about um, the problem from RE to FA, right? From RE, it means from the regular expressions of um, can represent a language, and we want to find a finite automata uh, can represent uh, each language, right? Or we can we resize. We, we a regular expression is equivalent to a fin finite automata, right? So uh, I will uh, I, I will show you an example about this one right? from the regular expressions. and we want to find a finite automata. So we have this. We have the. Mm, uh, so as yes, we have this way we have uh so R is like this um, i will um, do an example in uh, the lectures right, in slide b a c b star c right not problem that is oh, we have uh, b uh, b star a etc in zero, we must know the, um, the method for finding uh, a finished automata from, um, from a re re regular expression, right? We can do any um, regular expression and we can turn to finished automata, right? ở trong thực tế thì cái việc mà chúng ta xây dựng cái regular regression và chuyển sang cái finite automata đó thì các bạn nắm bắt được cái phương pháp của các bạn làm kiểu gì cũng được vấn đề gì đúng không bài nào cũng làm được khó kiểu nào chúng ta có thể giải quyết được không vấn đề gì đây chúng ta có thể biểu diễn tương ứng một cái epsilon nfa tức là nó có epsilon transition à, và nó có nfa có thể cũng được chuyển sang nfa nếu một số trường hợp nó đơn giản đúng không? Đúng không? Đúng không? thì đầu tiên thì muốn các bạn nắm bắt được thầy cái change season, cái change season the first one we want to uh, take a note about the change season right, the change season just um, transfers uh, a symbol is on the alphabet right, in this case we have alphabet um, sigma just have to uh, symbol or characters A and B, so the change season know, we have C Also have C, right? The transition just change from um, uh, one, right? Or um, or empty string, right? Or don't have any uh, letters or any symbol. right Just as we have transitions uh, A or A transitions or B transitions or C transitions, and the last one we have. Epsilon transition. It says we have epsilon transition. It means the transition can uh, can throw the empty strings. It means that the the given strings and um, the new strings are the same, right? So uh, in zero we have with uh, the alphabet have three characters or three symbols. We will have For transition, right. các bạn nhớ thì cái transition đó, tức là phép chuyển trạng thái. thì đối với một cái automata thì chúng ta sẽ chuyển những cái cái ký hiệu hoặc là những cái chữ cái à, duy nhất. À, tức là chúng ta chuyển những cái transition được định nghĩa đó là chúng ta chỉ chuyển những cái từ chữ đơn hoặc những cái cái symbol những cái character đơn thôi. À ví dụ đối với trường hợp chúng ta không gọi là cái transition AB ở đây, à, tại vì nó là một cái compound uh, uh, simple à, sử dụng cái uh, cái cái operation rồi, trong trường hợp là sử dụng operation đó là Product đúng không, là tích nối đúng không? thì không phải là transition. À, đối với một cái bạn chữ cái gồm có ba chữ cái thì chúng ta transition nó chỉ có thể rơi vào một trong ba cái trường hợp này thôi bốn à, trường hợp này thôi à, thì bây giờ cái cách mà chúng ta, ta đầu tiên nó làm đó là chúng ta sẽ xây dựng một cái automat đơn giản đó là gồm có một cái initial state uh, is x and uh, one final state f à, and transfer all the things when we have transfer the regular expressions of, of this one à, tức là chúng ta sẽ chuyển đổi tất cả những cái thông tin luôn nó chính là một cái regular expression luôn À, chuyển đổi nguyên cái thông tin mình đang xét. Hiển nhiên đây chưa phải là cái Automat mình đang xây dựng, tại vì cái chain chain season nó không phải là chain season liên quan tới Automat mình đang xây dựng. À cái thằng này nó không gọi là cái chain season ha, à nó chỉ là một cái bước để chúng ta nói là nó đang truyền nguyên một cái bộ thông tin như vậy. Thì cái bước tiếp theo đó là mình sẽ chia nhỏ cái thông tin này ra để tới khi nào là cái transition chúng ta thực hiện được nó rơi vào thằng này thì đó mới là cái cái bước mình ta dừng đúng không? Thì bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ tách ra thành hai phần ví dụ chúng ta sẽ biểu diễn trong toán chúng ta có những cái phép cộng phép trừ phép nhân phép chia gì đó thì chúng ta cũng thực hiện theo thứ tự tương ứng nào đó của cái quy tắc nhân quy tắc cộng quy tắc trừ à, và nó có sự kết hợp tương ứng của nó nha thì đây chúng ta cũng làm y chang như vậy À, để chúng ta có cái hàng này nó nó cộng lại với nhau thì bây giờ mình tách ra thì chúng ta sẽ có cái hai cái cái, cái expression cộng lại với nhau à, cộng thì chúng ta nhớ không thầy đó là chúng ta sẽ phân theo hai hướng à, hoặc à, 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 cái cộng nó từ chữ o đúng không à, à, thì chúng ta có hai cái hướng tương ứng rồi à, tiếp tục như vậy chúng ta lại chia tiếp theo theo cái tính chất như vậy đó à, à đó là những cái mà chúng ta cần chú ý. Ở đây chúng ta cần cần phải chia cái thằng này nữa thì chúng ta lại thêm những cái nốt tương ứng. Ví dụ thì gọi là quy không mang thông tin b à, tới quy một mang thông tin b sao. À, tới quy à, quy hai mang thông tin a rồi tới f à, mang thông tin, tin c à, như vậy sau cái cái chuỗi những cái, cái cái bước đi như vậy thì chắc chắn qua cái chuỗi đi từ s tới f thì nó sẽ ra được cái thông tin đó là b b sao a c đúng không à, thì đó là cách mình chúng ta gọi đó là mình chi tiết hóa tương ứng về những cái bước đi và nó mang cái thông tin đơn mình đang cần thiết xây thi dựng à, tiếp tục thằng này à, thì có cái nốt đó là Q3 mang theo thông tin b sao và tới cái thằng f mang thông tin a như vậy sau cái 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 nhánh này thì chúng ta sẽ có đó là b sao và và a đúng không rồi như vậy cái sao thì là cái gì À, cái sao là cái gì thì cái thông tin mình cần chi tiết hơn những cái cái này đó thì nó là cái transition rồi à, những cái transition thì chúng ta không thể nào mà chia nhỏ hơn được nữa rồi thì cái dừng những cái bước đó còn cái chỗ đó là b sao và, và và b sao ở đây thì bắt buộc chúng ta phải phải chuyển đổi đúng không thì cái chuyển đổi b sao thì tổng quát ha để khỏi bị bị sai thì chúng ta nên làm theo kiểu tương ứng là mình thêm cái nốt À, ví dụ thì thêm một cái nốt tương ứng nào đó ví dụ thì gọi là Q4 đi Q4 đi và hình thành nên một cái lốt tương ứng. À, à. Như vậy để tạo cái sự kết nối tương ứng với những cái nốt hiện tại thì chúng ta sẽ có một cái epsilon Transition à, epsilon Transition tới. Vì cứ như vậy thì chúng ta sẽ ra được cái, cái kết quả thôi. À, đây là cái hành động dễ dàng nhất, cái bài toán đơn giản nhất. Và tương tự như vậy ha, gõ một cái Q5 nào đó mình thành nên cái lốp tương ứng này, epsilon tới cái q ba mang theo thông tin epsilon sao à, và đối với thông tin epsilon thì nó cũng không có ảnh hưởng gì do đó cái phần này chúng ta thực hiện được rồi tới đây chúng ta kết thúc cái bài toán nếu nó không yêu cầu gì thêm à, <laughs> thì các bạn thấy là chúng ta có thể kết nối được cái q một q không và q bốn lại thành một đúng không mình gom lại à, thì cũng ok tại vì tương ứng với quy không có thể nó trùng với quy 4 cũng không vấn đề gì quy 4 nó trùng với quy 1 cũng không vấn đề gì do đó chúng ta có thể hình thành nên cái một cái đơn giản hơn à, gom lại à, quy không quy 1 với quy 4 thành 1 à, hoặc là chúng ta có thể gom tương ứng à, mình khi gom tương ứng đó là quy 3 với lại quy 5 lại nha à, nhưng mà chú ý là mình không thể nào mà gom cái S với lại quy 5 được À, nếu mà gom cái quy bộ quy quy năm với lại S đó, thì chắc chắn nó bị sai À chắc chắn bị sai tại vì S nó lại có cái transition khác à, đi theo tới cái, cái thằng quy không do đó nếu mà các bạn gom cái thằng S với lại thằng quy năm thì chắc chắn nó sẽ bị xảy ra cái tình hợp sai ở đây à, à tại vì tính chất transition tương ứng với thằng S khác nó khác với lại cái thằng quy năm do đó mình gom lại chắc chắn mình sai à mình cái thì thế gom đó là quy ba quy năm lại thì ok không vấn đề gì à do đó trong những trường hợp tổng quát thì mình lên làm cái kiểu lốp đó là mình xây dựng thêm một lốp và chúng ta có hai cái transition epsilon hai bên và nếu mà chúng ta không có sự nhập nhằng và không bị sai à, thì mình có thể gom những cái epsilon transition lại à, bỏ epsilon trên trên đó gộp những cái, cái state lại à thì đối với trường hợp quy 4 không vấn đề gì nhưng mà đối với cái quy 5 mà bạn gộp cái thằng s á bị sai á <laughs> chú ý để đây ok thì đó là cái dạng bài thứ nhất rồi cái vấn đề số 2 thì làm nhanh nha đối với lớp trước thì làm không kịp cái cái phần bài do đó thì làm tốc độ cao hơn so với cái lớp trước thì hướng dẫn đối với trường hợp thứ hai đó là thì lấy cái fa thì chuyển sang cái re rồi nói luôn thì sử dụng tiếng Việt thì làm cho nhanh, Nghe không? tự nhiên cái phần automat thì các bạn thấy được kiến thức rất là nhiều mà thầy có hai tiết mà thầy muốn ôn các bạn nhiều thì chắc chắn chúng ta phải không thể nào được rồi, à, chúng ta phải có cái cái sự chủ động hơn về cái việc ôn tập ha, thì chủ yếu thì hướng tới gần cái cái, cái 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 phương pháp tiếp cận và tổng quan nhất có thể những cái nốt, những cái vấn đề mà các bạn trọng tâm cần phải nắm bắt à thì vấn đề thứ hai thì đang cần ôn tập các bạn đó là từ một cái finite automata các bạn chuyển thành một cái regression à, một cái regular regression ha à, rồi thì như vậy chúng ta sẽ trong cái phần liên quan đó thì lý thuyết có thể thầy uh, thịnh hướng dẫn các bạn cái phương pháp nào đó thì không biết nhưng mà khi mà thầy dạy lớp um, cái lớp của thầy đó thì uh, về cái phương pháp đó là phương pháp khử và kế kế sau đó thì sẽ thêm cái cái phần nốt liên quan tới cái thuật cái định lý Aden uh, ha thì các bạn có thể nắm bắt cùng thầy hai cái cách tương ứng um, elimination uh, method à, mình gọi là elimination uh, study, đó elimination study đi ha động từ đi à, tức là khử những cái trạng thái à Bây giờ thì sẽ nắm bắt cái phương pháp thứ hai thôi, hướng dẫn cái phương pháp thứ hai. Còn phương pháp Arden thì các bạn có thể tìm hiểu. Rồi, thì đối với cái phương pháp mình gọi là cái phương pháp khử trạng thái đó, eliminate state đó, thì các bạn nắm bắt dùm thầy bốn cái cái quy tắc. À, quy tắc thứ nhất đó, là các bạn phải bảo toàn được cái tính chất đó là initial state nó phải không có cái uh, have not uh, must not have uh, incoming edge uh, uh, tức là nó đã là cái trạng thái khởi tạo rồi thì sẽ không có thằng nào tới nó được từ đó đi ra thôi không có thằng nào tới nó nó là khởi tạo do đó cái quy tắc thứ nhất là như vậy à, một cái khởi trạng thì sẽ không có cái 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 cạnh tới nó à. quy tắc số 2 đó là cái final state đó, hoặc là mình gọi là accepting state đó. À. thì sẽ không có ra à. không có cạnh ra Must not have outgoing à, edge không có cái cạnh đi ra ngoài nó là cuối cùng rồi nó dừng rồi à. và quy tắc thứ ba thì chỉ có duy nhất một cái final state thôi. À, trong một cái automat để thỏa mãn cái tính chất liên quan mình sử dụng cái quy tắc này đó, thì nó chỉ có cái final duy nhất một cái final state thôi. Và quy tắc thứ tư, khi mà ba quy tắc kia nó thỏa mãn, thì chúng ta sẽ uh, mình gọi là eliminate uh, state, mình gọi là eliminate uh, intermediate, uh, uh, tức là những cái 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 uh, nốt trung gian đó à, thì chúng ta sẽ loại những cái nốt trung gian lần lượt one by one à, tức là từng nốt từng nốt một khử tương ứng từng nốt từng nốt một à, dùng được bốn quy tắc ha thì có thể thầy thịnh hướng dẫn các bạn cái quy tắc Các cái phương pháp khác đối với thầy thì hướng dẫn các bạn phương pháp này và thầy ôn luôn cái phần này kể cả các bạn chưa học là nắm bắt luôn. rồi bây giờ giả sử thì có một cái um, cái cái finite automata nào à, bất kỳ nào đó khi các bạn nắm bắt thì cũng không có gì khó khăn đâu. À, ví dụ thì lấy một cái cái automata nào trong cái uh, cái giáo trình của bạn học đi, ừ, cái nào cũng được hết. À, ở khó khăn kiểu mấy thì chúng ta cũng ok, không vấn đề gì đâu. À, Ví dụ thầy lấy uh, một cái uh, cái bài can slide 20 25 đi. Give regular uh, regulations for following finish automata đó. Slide thứ 25 đó. Thầy lấy cái uh, hoặc là thầy lấy một cái bài ví dụ nào khác đi. Bài đó thì nó có dễ dàng rồi. Lấy bài ví dụ nào đi. Đó ví dụ ví dụ nào khác đi hoặc là lấy bài tập cũng được đó. Hoặc thì cho một cái đại khái một cái đài nào cũng được không vấn đề gì ví dụ thì cho đại khái đi ví dụ cho đại một cái cái bài nào cho nó tổng quát luôn ví dụ đây là a đây là ab gì đó ra quy một đi bây à, nó kết chạy ngay chạy quy một luôn đi này nó là b đi có Q2 Q2 kết chạy ngay Q2 luôn đi này nó là AB đi này nó là A đi ví dụ vậy đó rồi đó thì bây giờ sử thì có một cái cái kiểu này đó thì bây giờ chúng ta sẽ sẽ xác định cái, cái regulation của nó đúng không mình đang làm tự luận ha. thì lát nữa thì hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta làm một cách dễ dàng trong cái phần trắc nghiệm sau bây giờ tương ứng ở đây đó thì bây giờ chúng ta khử trạng thái thì các bạn nắm nắm bắt thầy bốn quy tắc quy tắc thứ nhất đó, là cái, cái initial state đó, nó phải không có cái cạnh nào vào nó nhưng mà cái thằng này nó chắc chắn nó bị vi phạm rồi đúng không à, tại vì nó có cái cạnh nó là cạnh này đi vào nó nó vi phạm rồi do đó để để thỏa mãn cái quy tắc một đó, thì chúng ta sẽ thêm một cái cái nốt thì gọi là sc à, kết nối với cái thằng quy không thông qua cái epsilon transition à, như vậy thông qua cái cái việc thầy thêm nốt này thì cái chuỗi mình hình thành nó cũng không ảnh hưởng gì à, rồi à, những cái thằng khác thì thì ghi lại à, và những cái thằng khác ấy, thầy đưa nó về cái dạng là intermediate state luôn tức là những cái state trung gian luôn rồi à, quy tắc số 2 đó là những cái final state này không không có cái cạnh um, nối với nó như vậy nếu mà ban đầu các bạn thấy là cái thằng này là final state thì nó có cạnh nối với cạnh vào nó đúng không, đúng không? À, đó là có cạnh nó đi ra đúng không Có từ nó đi ra đúng không Đấy, tức là cái cạnh này à, tương tự như vậy v 2 nó cũng có cái cạnh đi ra tức là cái cạnh này do đó nó bị vi phạm cái quy tắc số 2 như vậy để thỏa mãn quy tắc số 2 thì chúng ta sẽ thêm một cái final state thì gọi là F đi đó, và thay thế cho cái final set ban đầu bằng cách là chúng ta sẽ thêm cái transition epsilon thôi thêm cái epsilon transition thôi như vậy cái chuỗi được xây dựng theo cái cái automata mới thì nó cũng không hay thay đổi gì Đó, thì đây là cái cách mà chúng ta thỏa mãn quy tắc số 2 và hiển nhiên nó cũng thỏa mãn cái quy tắc số 3 đúng không là chúng ta có duy nhất một cái final state thôi và tới đây chúng ta sẽ khử từ từ khử thì chúng ta sẽ khử lần lượt ha các bạn khử theo cái kiểu nào cũng được hết ví dụ ở đây thì khử cái nốt trung gian đầu tiên là là Q0 trước thì các bạn xác định dùng thầy cái in và cái out tương ứng của nó tức là mình xác định cái 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 cái, cái incoming uh, state và cái out going state của cái thằng Q0 cái in của nó tức là cái cái thằng S và cái out của nó chính là Q1 đúng không thì cái cách mà chúng ta khử có nghĩa là chúng ta sẽ xóa nó đi mình thay thế nó bằng một cái cái đường đi khác vì à. thay vì chúng ta qua nó thì chúng ta sẽ có một cái đường đi trực tiếp à. khi mình bỏ nó thì nó sẽ hình thành một cái đường đi mới đường đi mới nó sẽ truyền thông tin gì là bao quát à, những cái gì mà liên quan tới tới nó đúng không rồi à. thì về tương ứng đó, thì các bạn thấy là in của nó là s và out của nó là q1 thì chúng ta sẽ hình thành một đường đi mới đó từ S tới Q1 đúng không? Từ S tới Q1. À, S tới Q1. Và bây giờ mình phải cần xác định cái thông tin mà nó truyền đi thay thế cho cho cái thằng Q1 đó à. Thì như vậy các bạn thấy là từ S mà tới Q1 thì có epsilon. Được không? À, mà từ Q1 nó lại có cái thằng A nữa thì do đó thì biểu diễn tương ứng nó sẽ là epsilon nhân với lại A sao đúng không? Cái lốt hồi nãy chính là A sao. Ở tiếp tục tới đây á, thì nó mang thông tin đó là là a hoặc là b do đó thì ghi biểu thức của nó là a cộng b à, như vậy tới đây các bạn thấy là thầy đã gom lại gồm lại gồm lại à, cách này như vậy và tiếp tục như vậy ha à, cứ tiếp tục như vậy à, như vậy thì đấy các bạn thấy thì đã đã bỏ được cái cái nốt quy không rồi à, thì những cái thằng khác á, thì mình chưa làm gì hết thì chúng ta ghi lại thôi à, ở đây thì nó ab này à ghi lại đó. tiếp tục như vậy tiếp tục như vậy ha. À. rồi bây giờ tiếp tục bây giờ thầy sẽ sẽ xóa à. khử cái thằng q một hoặc khử q hai khử nào cũng được thì chắc chắn những cái cái regular expression của mình đó, nó sẽ ra tương đương thôi à, à. bây giờ thầy khử cái thằng q một thì thầy sẽ xác định cái in của nó và cái out của nó ở đây thì đang làm theo kiểu phương pháp khi các bạn làm quen thì cái phần này các bạn có thể làm nhanh được cũng không vấn đề gì khi các bạn quen à, à, nhiều khi cái phần này các bạn nhìn vô các bạn ra được cái regulation uh, regulation rất là đơn giản thôi. rồi à, thì ra ở đây có thể ra là q 2 hoặc là ra là 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 S đúng không à, như vậy nếu mà chúng ta có thay thế cái thằng q 2 thì chúng ta sẽ W1 uh, thì chúng ta sẽ có một đường đi đó là từ S tới q 2 S tới q 2 à, S tới q 2 ha thì chắc chắn nó sẽ mang cái thông tin tương ứng là qua cái thằng Q1 đúng không? thì chúng ta sẽ có a sao a cộng b rồi b sao a cộng b đúng không? cái lốp của thằng Q2 vẫn giữ nguyên. rồi, ok ha. rồi như vậy nó sẽ có hình thành nên một cái đường đi đó là từ S tới F thông qua Q1 thông qua Q1 thì thông qua Q1 thì tới F thì chúng ta sẽ có đó là a sao a cộng b rồi epsilon đúng không rồi b sao đúng không? À, b sao là epsilon chứ đó thì chúng ta có một cái đường đi mới đi từ s tới f thông qua cái thằng q 1 rồi q 2 tới f thì vẫn ok vẫn ban đầu thôi đó như mà các bạn thấy thì đã xây dựng được cái cái, cái một cái automat tương đương à, gọi là automat tương đương mà được gọi là một cái 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 xác định cái cái, 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 cái biểu thức kinh quy thôi cái bước này tại vì tương ứng thằng này nó không phải là automat nha tại vì cái transition nó không phải là một cái cái symbol mà nó là một cái compound symbol rồi rồi như vậy tới đây tiếp tục thầy lại khử cái thằng thằng quy hai thầy cũng xác định cái in và cái ao cái in của nó bây giờ nó là cái s và cái ao của nó đó à, nó chính là cái f đúng không rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thay thế tương ứng của nó đó. thì sẽ hình thành nên một cái đường đi S từ 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 S tới F thông qua Q2 đó thông qua Q2 thì chúng ta sẽ có A sao A cộng B rồi B sao A cộng B rồi A sao nhân epsilon đúng không còn đường đi cũ từ S tới F thì vẫn vẫn còn ghi lại à, thì đây các bạn thấy là chúng ta có hai đường đi đi từ S tới F thì mình gom lại bằng cái phép đó là phép cộng đó, nó phương pháp với phép, phép cộng, à, như vậy chúng ta sẽ có hai nó cộng lại đúng không? thì giống như cái kiểu mà chúng ta làm theo cái dạng bài đó là từ RE mà sang FE đó, à, nhưng mà đây là ngược lại, thì các bạn thấy bây giờ nó trở thành đó là cái regression của mình đúng không? Regression đúng không? À, rất là đơn giản đúng không? Thì đây chính là cái Cái kết quả mình đang xét, à, đây chính là một cái regression của chúng ta, à, thì đó là cái phương pháp ngược lại. À, như vậy cơ bản thì cái phần liên quan tới cái <laughs> cái bài toán chuyển đổi qua lại giữa Ai và Fa thì chúng ta xong. Bây à, giờ thì nói nhanh cái phần liên quan tới cái cái dạng bài tiếp theo đó là epsilon NFA chuyển đổi sang NFA và chuyển đổi qua DFA à, và minimize của nó DFA. À và hiển nhiên chúng ta cũng có cái giải thuật tương ứng là từ cái epsilon nfa mà sang cái dfa luôn được không thì có thể là trong cái cái lý thuyết thì thịnh không hướng dẫn các bạn chi tiết ha nhưng mà bây giờ thì sẽ làm nhanh tương ứng như phần này coi như là cái cái phần ôn tập à. thì ví dụ thứ nhất thầy sẽ chuyển đổi tương ứng là từ epsilon nfa sang nfa thì có thể là trong lý thuyết chẳng chắn thì uh, có thể có thể thầy thịnh chưa có, có có hướng dẫn các bạn cái phần này nhưng mà bây giờ thì làm luôn thì cái phần này uh, thì lấy uh, một cái bài nào đó trong cái uh, trong cái uh, giáo trình đi trong cái bài giảng đi à. uh, n epsilon nfa sang sang uh, nfa uh, mà lấy cái uh, một cái bài thì cho cũng được khi các bạn nắm bắt cái phương pháp thì các bạn làm kiểu gì nó cũng dễ dàng không có gì khó đâu ví dụ ở đây thì có một cái automat à, nfa có epsilon à ở đây ví dụ ở đây là a đây là epsilon đi muốn f là có epsilon trong đây rồi ở đây thằng này nó thì có nó là là, là a đi rồi tiếp tục qua này là epsilon đi này là q 2 đi và nó um, kết chạy ngay tại Q2 đi. Còn nó phức tạp hơn, kiểu gì cũng làm được, không có gì khó đó nha. Các bạn cứ nắm bắt giùm thầy. Ví dụ đây thì có AB Rồi một cái Thomas à, đơn giản có ba cái trạng thái và có cái epsilon trong đó. Người thằng này ấy, nó gọi là epsilon NFA, ok không? Và cái vấn đề mình đặt ra trong trường hợp này đó là mình phải xây dựng một cái NFA mới không có epsilon trong đó. À, thì trước khi mà chúng ta làm cái này ấy, thì các bạn nắm bắt giùm thầy cái vấn đề đó là epsilon transition epsilon transition thì khi mà qua cái epsilon transition đó thì cái thông tin nó vẫn giữ nguyên đúng không? mặc dù nó đổi trạng thái thôi nhưng mà thông tin nó vẫn giữ nguyên. Tự nhiên bây giờ giả sử chúng ta bắt đầu từ cái quy không đi, giả sử thì bắt đầu từ quy không. à mà cái quy không này nó qua cái epsilon thì nó thành cái quy một à thì như vậy nếu mà mình bắt đầu từ quy không ở đây hay là mình bắt đầu từ quy một thì nó cũng giống nhau đúng không nó cũng giống nhau à nó cũng giống nhau hoặc là bây giờ giả sử từ cái quy một à nó mang cái thông tin a nó ra cái quy hai giả sử ha thì đang có Cái từ quy một mà nó mang từ quy không mang thông tin a à thì có thể nó bắt đầu từ quy một mang thông tin a cũng không có gì khác biệt, đúng không? nó như nhau. tại vì quy không nó có thể tới quy một theo epsilon trên epsilon mà epsilon trên epsilon mà. do đó quy không mang thông tin a hay là quy một thông tin a thì nó cũng có thể. À, do đó tới đây các bạn nắm bắt cùng thầy một cái vấn đề liên quan, một cái khái niệm thầy gọi đó là cái mà trong cái cái, cái kiến thức mình gọi đó là cái cái epsilon lower Uh, của một cái trạng thái tương ứng thì thằng này đó uh, là tập hợp của những cái trạng thái uh, có thể đến được uh, có thể trạng thái uh, That can be uh, reachable ha huh? có thể đến được có thể đến được ha uh, reachable uh, từ y À, thông qua cái à, thông qua cái thằng à, epsilon transition tức là từ cái quy mà chúng ta có thể tới được những cái trạng thái nào thông qua epsilon transition thì chúng ta gọi là epsilon closure của quy nắm bắt được cái khái niệm đó ha rồi thì bây giờ giả sử thầy đang cần chuyển đổi từ epsilon nfa sang nfa thì bây giờ giả sử tương ứng với cái epsilon fa thì có cái transition đó là delta à nó chuyển đổi từ một cái trạng thái quy giả sử nó mang cái thông tin a nào đó thì đang cần chuyển đổi thành một cái transition phẩy đi à, từ quy tới mang theo thông tin a như vậy cái thằng này nó sẽ là cái gì à, đó là cái câu hỏi thì khi mà chúng ta xác định được tất cả những cái transition này thì có nghĩa là mình đã xây dựng được cái nfa đúng không? thì đó là cái ý tưởng mình 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 đang đang làm. thì bây giờ tương ứng ha. À, bây giờ thầy muốn xây dựng một cái chain season của thằng nfa mới đó. à từ một cái trạng thái quy mà mang theo thông tin a. à thì có nghĩa là cái quy tức là cái nốt mình đang uh, bắt đầu và nó sẽ truyền cái thông tin a nó tới một cái nốt nào đó đúng không? tức là cái kết quả mình đang xét mình đang cần tìm thằng này à, thì mình nhớ cái ý mà thầy nói đó các bạn là nó bắt đầu từ quy à, bắt đầu từ quy thì nó cũng có thể bắt đầu từ những cái thằng quy khác mà quy y có thể đến thông qua epsilon đúng không ví dụ nó bắt đầu từ quy thì có thể t bắt đầu từ quy cái điểm xuất phát là quy y thì có thể đến cái điểm xuất phát nó có thể là ngay từ quy cũng không có không khác biệt gì hết à do đó cái chỗ này à thì sẽ bắt đầu từ cái epsilon closer của cái thằng qi đúng không như vậy nó có bắt đầu tương ứng là tất cả những cái gì mà nó có có thể đến được từ qi thông qua epsilon transition và chỉ cần mang thông tin a thôi à thì đó là cái mà chúng ta cần nắm bắt ok không à ví dụ như là quý uy nó mang thông tin a nó qua cái thằng này thì thằng này nếu mà mang thông tin a thì cũng cũng có thể tới cái thằng khác à, do đó cái kết quả của mình có thể thằng này thằng này đều ra cái 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 này hết đúng không đó. thì đó là cái ý mà chúng ta cần nắm bắt nhưng mà ra cái hình tâm hình vuông và hình tam giác của thầy rồi nhưng mà cái hình vuông hình tam giác nó lại có những cái transition khác epsilon nữa À, ví dụ nó ra cái cái hình diamond này Hoặc là cái thằng này nó lại ra một cái Cái hình thang khác Thì thằng này nó vẫn là cái kết quả Mà chúng ta có thể tới được đúng không à, Do đó chúng ta lại lấy thêm một cái phép Đó là closer của kết quả này nữa à, thì đây chính là cái ý tưởng Mà chúng ta xây dựng cái transition trong NFA Ok đó, đó các bạn nắm bắt ha đó là cái ý mà thầy muốn các bạn xây dựng cái vấn đề, xây dựng cái transition tương ứng thông qua cái 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 cái, cái mình gọi là cái rất là tự nhiên cái 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 phương pháp Rồi. Đó à, thì cái kết quả thì thu được nó chính lần này. Rồi. À, thì các bạn nắm bắt thì cái công thức chuyển đổi. Rồi bây giờ từ cái thằng ở trên bây giờ chúng ta sẽ làm sao? À, bây giờ để để, để nắm bắt được á thì từ cái automat ban đầu á thì muốn các bạn xây dựng cái cái delta tức là cái cái transition ban đầu của epsilon nfa tức là này là của epsilon nfa ha epsilon nfa thì chúng ta có hai thông tin đó là ab thì tương ứng bắt đầu đó là q không à, thì phần này các bạn chuyển đổi qua cái bảng này cũng bị khó đúng không à, thì không có rồi do đó thì ghi gạch ngang ha hoặc là các bạn ghi rỗng cũng được rồi tiếp tục q một q một thì chúng ta sẽ có cái gì à, mang thông tin a ra q một rồi thằng này không có đúng không q 2 thì mang thông tin a thì ra q 2 mang thông tin H, b thì ra q 2 đó thì sẽ dựng cái bảng transition của epsilon nfa rồi cái final state đó, thì thầy sẽ đánh cái dấu sao hoặc là các bạn đánh ký hiệu gì đó miễn mình biết được cái chỗ này chính là final state đánh dấu sao rồi cái bảng số 2 đó thì muốn các bạn xây dựng đó là cái epsilon closer của cái trạng thái tương ứng ví dụ quy 0 quy 1 quy 2 thì epsilon loser thì nói lại ha, là tập hợp tất cả những trạng thái có thể đến được từ cái trạng thái mà chúng ta đang đang xác định à, như vậy đầu tiên là quy quy 0 quy 0 có thể đến được những cái trạng thái nào thì có thể đến được trạng thái quy 0 theo epsilon transition đúng không nó có thể đến được nó theo epsilon transition epsilon thì rất là cái chuỗi rỗng ha, có thể đến mà không ảnh hưởng gì À, có thể đến được nó rồi tiếp tục nó có thể đến quy Q1 có thể được đến được Q2 đúng không cái Q2 nó có thể đến được từ Q0 có thể đến được Q2 thông qua epsilon transition tức là theo cái cạnh tương ứng như này này epsilon transition tương tự Q1 thì chỉ có đến được Q1 hoặc là Q2 thôi Q2 chỉ có thể đến được Q2 à đây đó là hai cái bảng <laughs> rồi bây giờ thì sử dụng hai cái bảng này để tìm theo cái công thức mà thầy đánh đóng khung. Thì muốn biết được cái NFA cuối cùng á thì các bạn phải biết được cái transition tương ứng của nó, tức là delta phẩy á. Thì bây giờ thầy sẽ xây dựng cái delta phẩy của q0 trước đi. Rồi mang thông tin a à. thì áp dụng công thức vào ha, thì sẽ là epsilon closure của delta epsilon closure của q0 mang theo thông tin a. À à bình nè à. các bạn các bạn chú ý cái công thức hồi nãy thì đã chứng minh rồi bạn nào chưa theo kịp thì bữa sau thì gửi cái video các bạn coi kỹ hơn nếu chưa nắm bắt nó nếu mà các bạn theo cái 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 hướng mà thầy dư giải đáp các bạn ấy thì nó rất là tự nhiên không gì khó tức là từ điểm đó có thể tới những điểm nào thì epsilon trên epsilon và sau khi chúng ta qua cái thằng a rồi ra kết quả rồi như vậy từ cái kết quả đó nó lại tới những cái thằng nào khác nữa thì epsilon trên epsilon nữa thì đó chính là cái kết quả mình đang cần tìm đúng không? À, do đó mình sẽ có hai cái bước tìm Closer tương ứng à. Thì đầu tiên đó là Epsilon Closer của V0 Thì có nghĩa là V0, V1, V2 đúng không? Nó à, chính là V0, V1, V2 à. À, Do đó thì ghi lại nè Thì này chúng ta sẽ là cái Delta của V0, V1, V2 Và mang thông tin A Ok không? chữ hơi xấu xíu bạn coi kỹ ha rồi thì như vậy chúng ta sẽ có một cái chain season từ một cái bộ tương ứng là q0 q1 q2 do đó thì tách ra do đó thì tách ra như thế này đó, nó sẽ là delta của q0 a hợp với lại delta q1 a hợp với lại delta q2 a đó rồi tiếp tục q0 a thì ra cái gì thì ra rỗng đúng không đây cái rỗng nè trên cái bảng nè cái đó thì rõ epsilon Closer của cái rỗng hợp với lại Q1A thì ra Q1 đúng không do đó cái này là Q1 các bạn có thể ghi cái kiểu tập hợp cũng được ghi Q1 cũng vấn đề gì cũng mình hiểu đó. ghi cái kiểu tập hợp này cũng không vấn đề gì đâu rồi tiếp tục như vậy Delta Q2A thì chúng ta sẽ có là Q2 đó thì như vậy tiếp tục bây giờ mình lấy Closer của Q0 của rỗng nè thì ra rỗng rồi của quy 1 thì ra cái gì? Quy 1, quy 2. Closer của quy 2 thì ra quy 2. Mình lấy hai này hợp lại với nhau. Thì chúng ta sẽ ra đó là quy 1, quy 2. À, thì đây chính là cái cái trạng thái mình gọi là terminal uh, state. Từ cái cái quy 0 mang theo thông tin A. À, thì khi mà các bạn vẽ ra đó thì chúng ta sẽ có gì? Từ quy 0 nó có thể đến được quy 1 mang theo thông tin A có thể được đến theo Q2 thông tin A à, thì đây chính là cái mà chúng ta đang cần tìm tất cả những transition tương ứng ở đây được không? rồi tiếp tục các bạn phải làm đó là các bạn phải tìm ra delta phẩy Q0B delta phẩy uh, Q1A rồi tiếp tục như vậy delta phẩy Q1B à, delta phẩy Q2A delta phẩy Q2B đúng không theo cái công thức nếu mà mà mình chưa quen lên công thức ghi ra và trình bày à thì khi quen rồi đó thì các bạn có thể làm theo kiểu tương ứng ở đây thì hướng dẫn các bạn như thế này thì các bạn có thể xây dựng luôn một cái bảng mình gọi là cái bảng transition của cái thằng NFA à, của thằng NFA à mình gọi là delta phẩy hay là A đây là B đúng không đây khi màu đỏ ha cho nó dễ dùng thì đầu tiên nè, mình sẽ lấy epsilon closer của Q0 ha, Q0 bắt đầu. Rồi, epsilon closer của Q0 thì nó sẽ ra là Q0, Q1, Q2. Như vậy mang thông tin A đúng không? Q0, Q1, Q2 mang thông tin A thì các bạn sẽ gộp tương ứng như hàng này lại. Thì sẽ ra là Q1, Q2. Ra Q1, Q2 thì tiếp tục các bạn lấy closer thêm một lần nữa của Q1, Q2. Thì chúng ta sẽ ra được là Q1, Q2. Đó. thì kết quả đây các bạn sẽ ghi là Q1, Q2 giống như kiểu mình đang làm đó là mình lấy gì? Epsilon trước rồi sau đó cái A rồi tiếp tục Epsilon như vậy tìm cái thằng này rồi sau đó tìm cái Transition A rồi tiếp tục tìm cái Epsilon Transition tương ứng ra kết quả nữa đó, đó là cái ký ý mà chúng ta làm đó rồi, rồi tiếp tục B đúng không? À. tiếp tục Transition B và cái B Transition này. thì cái Closer của q U quy không tức là mình nhìn vào cái bảng này trước một lượt à, lấy quy không rồi sau đó quy một quy hai quy ba quy không quy một quy hai thì ra là quy không quy hai đúng không rồi loser của quy không thì ra hàng này loser quy hai hàng này thì gộp hai này lại thì mình sẽ ra là quy không quy một quy hai do đó cái chỗ này thì ghi là quy không quy một quy hai dùng được ha <laughs> chưa nắm bắt thì coi lại rồi tiếp tục bây giờ Q1 mang thông tin A đúng không? Đầu tiên nhìn vào cái cục loader của nó Thì có thể đến được, có thể tới Q1, Q2 Như vậy Q1, Q2, từ Q1, Q2 mang thông tin A Thì có thể tới Q1, Q2 Từ kết quả Q1, Q2 thì có thể đến được cái gì? Có thể đến được Q1, Q2 Do đó cái kết quả thu được của thằng này là Q1, Q2 à, Cứ tiếp nối với vậy các bạn làm nhiều khi các bạn nhìn vào đây các bạn làm nó nhanh hơn rất là nhiều Hiểu được cái chuyển đổi rồi Như vậy tới B ha B là Q1, Q2 B là Q1, Q2 Thì chúng ta ra Q2 Rồi đó đáp án B này chỉ là Q2 Rồi tiếp tục Q2 Thì closer của nó là Q2 thôi Mang thông tin A thì ra Q2 thôi à, Từ A mà từ Q2 Mà chúng ta thấy epsilon transition Thì cũng chỉ ra Q2 thôi Rồi à, tiếp tục như vậy à, thì chúng ta có thằng này đó là quý q hai rồi cái final state thì nó chỉ là quý hai thì thôi chúng ta ra được cái transition tương ứng có thằng này thì chúng ta xây dựng được cái cái automat cũng không vấn đề gì đúng không nhưng mà nếu thì xây dựng cái automat tiếp tục thì chúng ta sẽ có gì à, từ quý một nè từ quý không thì có thể tới quý quy một quý hai quý quy không mang thông tin b mang thông tin b rồi từ Q1 tới Q Q1 mang thông tin A nè, tới Q2 mang thông tin B. Rồi à, đầu tới um, tới Q2 mang thông tin A. À, và từ Q1 tới Q Q2 mang thông tin B. Đó, à, cứ tiếp tục như vậy. Q2 thì chúng ta có đây là AB. Thì thế các bạn thấy là thì đã xây dựng được một cái Automat tương ứng dựa trên cái uh, epsilon NFA sang F, NFA without epsilon. Các bạn thấy cái dòng này là nó không có epsilon trong đó đúng không? Thì có thể là chưa nắm bắt được á, thì các bạn coi kỹ Nắm bắt thầy cái cái công thức chuyển đổi trong cái khung này Rồi tiếp theo nha Thầy ôn luôn các bạn cái phần liên quan đó là từ Từ cái um, uh, NFA à, Sang DFA à Tức là từ một cái automat hữu hạn không đơn định mà chúng ta ra được automat hữu hạn đơn định à, đơn định có nghĩa là mình có thể xác định được cái new state thông qua một cái transition tương ứng nào đó à, đơn định tức là chỉ có một cái hướng đi duy nhất mang một cái thông tin tương ứng à, đó, thì chúng ta gọi là cái cái DFA ha thì cái phương pháp thôi các bạn chú ý cái ý tưởng đặt ra trong trường hợp này nó cũng khá là đơn giản bây giờ giả sử từ quy không mà nó mang cái thông tin A Nó tới Q1 đi à, Mang thông tin A tới Q2 Thì có nghĩa là mình có hai cái new state Có thể uh, Tới Từ cái A transition uh, Từ cái Q0 đúng không Mang thông tin A từ cái Q0 à, Có thể tới Q1 Có thể tới Q2 Nhưng mà đối với cái DFA thì chúng ta lại có tính chất ràng buộc Đó là Nó chỉ có thể tới một cái state thôi tức là cái chỗ cái kết quả này nó chỉ là một thôi do đó cái ý tưởng thật ra rất là đơn giản đó là mình sẽ gom hai cái kết quả này thành một gom hai lại thành một cái state, ví dụ thì đặt nó là q1 q2 à, tức là thay vì nó sẽ ra q1 q2 như vậy chúng ta sẽ chuyển đổi nó sẽ thành một cái state tương ứng q1 q2 đó là ý tưởng chính của cái cái giải thuật mình gọi là giải thuật đơn định hóa à thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài đơn giản ha, một cái bài đơn giản đi trong cái uh, cái, cái cái slide của bạn chúng ta cũng thầy Thịnh cũng đã phân tích các bạn cũng chi tiết rồi do đó rồi, à mình để thuật đơn định hóa, thầy uhm, làm một cái bài nào đó nó nó, nó dễ dàng, một bài, bài nào đó trong slide đó, mình lấy cái bài trong slide, nghệ thuật đơn định hóa ừ ví dụ đây cái bài này ha bài nào cũng được nếu các bạn nhớ biết được cái quy tắc thì không không có gì khó hết ha. rồi ở đây thì có cái automatic bài này q 1 có thể là cái cách tiếp cận của thầy nó sẽ khác so với uh, cái thầy khác à. nhưng mà cái nền tảng nó cũng giống vậy thôi nhiều khi thầy sẽ nói các bạn kỹ hơn đó rồi ở đây chúng ta có cái dfa rồi thì đầu tiên các bạn muốn dễ dàng các bạn có thể trình bày một cái trên season tương ứng à, chuyển đổi trên season delta mang thông tin ab đúng không từ q0 à, có thể tới a có thể tới q1 theo thông, theo đường a có thể tới q0 và q1 theo đường b đúng không rồi q1 nó kết chặn ở đây thì có thể tới q0 theo đường a và có thể tới q1 theo đường b đó thì bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn nó dưới dạng một cái cái transition mới thì gọi là delta phẩy đi delta phẩy à, à a b à, thì bắt đầu á, là bắt đầu từ cái cái initial state của mình đó là quy không quy không thì chúng ta sẽ um, xác định à, theo cái đường a ví dụ từ quy không theo đường a thì chúng ta ra quy một đúng không nó ra một cái nốt thôi ok thì nó là một cái nốt thỏa mãn cái cái DFA phải mạng cái đơn định. Còn theo đường B thì ra là Q0 Q1. Như vậy nó ra hai cái nốt đúng không? Hai cái state. Do đó mình sẽ gom hai này lại thành một cái state thì đặt là Q0 Q1 đi. Đó. Thì là ngày này nó chính là là gộp của hai cái nốt. Như vậy các bạn thấy là bây giờ nếu mà thầy vẽ ra đó thì có khả bây giờ nó là Q0 nó sẽ đưa đi tới tới Q1 theo đường A. Còn đường B đó nó sẽ tới một cái nốt khác gọi là Q0 Q1 đúng không theo cái đường b nhưng mà đơn định rồi nó từ q0 nó chỉ xác định một cái cái, cái transition a thì nó ra q1 theo b transition thì nó ra q0 q1 đơn định rồi đó tới đây tiếp tục các bạn thấy qua cái bước mà thầy xây dựng cái transition của cái thằng q1 tức là initial state này thì thầy, thầy có một cái nốt mới đó là q1 à, và thầy có cái nốt mới đó là q0 thì do đó bắt buộc các bạn phải xây dựng cái transition cho những cái nốt mới này À, thì nói lại thầy vẽ lại thì quên thì xóa mất tiêu cái chỗ đó rồi rồi Q1 à, tới A đúng không à, từ Q Q Q0 Q1 đó thì theo đường B nhưng mà tới đây các bạn thấy là xây dựng nó tới hai cái nút mới là Q1 và và Q0 Q1 do đó chúng ta phải xây dựng cái transition cho cái thằng nút mới này à, đó là Q1 đầu tiên thì xây dựng cái transition cho Q1 theo đường A thì là cái gì À, theo đường A thì các bạn thấy nó ra cái ra quy không thì thỏa mãn rồi mình quy quy không theo đường B ra quy một thì thỏa mãn nó đơn định rồi do mình quy quy một như vậy nó hình thành nên cái nó tới cái cái nốt đó là quy không quy một là những nốt mà chúng ta đã có à, nó đã có rồi do à, đó thì sẽ biểu diễn cái transition à, transition đó à. rồi nhưng mà cái nốt mà chưa có transition đó là quy không quy 1 thì bắt buộc chúng ta phải hình thành nên cái transition cho nó đúng không như vậy transition cho cái một cái tổ hợp của quy không quy 1 thì là cái gì thì các bạn nhìn vào trong cái bản transition ban đầu từ quy không quy một có thể tới cái thằng nào theo cái đường a đó thì bạn hợp lại thì mình sẽ ra được quy không quy 1 đúng không do đó chỗ này là mình gộp lại nữa là quy không quy một rồi tiếp tục theo đường b thì chúng ta sẽ có là quy không quy 1 hợp với lại quy 1 thì chúng ta sẽ ra Q0, Q1. Mình coi như nó là một cái nốt là Q0, Q1. À, thì tới đây các bạn thấy thầy xây dựng được cái transition cho Q0, Q1 rồi. À, nếu mà nó thay nó nó hình thành nên một cái nốt mới nữa thì chúng ta phải phải xây dựng transition cho những nốt mới đó. Trong trường hợp này thì hết rồi. À, thì chúng ta có được cái kết quả cuối cùng dừng ở bước này. Không tạo một cái cái, cái nốt mới thì dừng. À, và chúng ta có cái kết quả. À, chúng ta có kết quả thì đây chính là một cái automat tương đương à mình gọi là cái automat hữu hạn đơn định à, từ cái cái automat hữu hạn không đơn định à nfa chuyển sang dfa ok đúng không Đừng khi mà các bạn làm quen thì chúng ta không cần phải xây dựng cái bảng các bạn nhìn vào trong cái automat các bạn có thể ra được cái cái cái, cái dfa cũng không có gì khó khăn hết nha à, rồi nắm bắt được ha rồi tới đây thì thầy có một thêm một cái chú ý các bạn để ý thầy nghe cái phần này các bạn quan tâm là cái nốt tương ứng chỗ này nên ghi lại thì bây giờ giả sử thì gọi cái quy của cái thằng NFA ban đầu á nó là quy không quy một vân vân tới QN đi thì cái tập quy của DFA sẽ là cái gì à quy ở đây tức là tập hợp tất cả những state đó. À. Q NFA tức là tập hợp tất cả những cái state của cái thằng NFA ban đầu. Như vậy tập hợp tất cả những cái state của thằng DFA là cái gì? À. Cái ý tưởng mà chúng ta làm trong DFA có nghĩa là chúng ta sẽ đơn định hóa. Nếu mà nó có nhiều cái nhánh thì mình gom lại, gom lại thành một. Như vậy cái state à ví dụ thì có cái cái state ban đầu là Q0 mà nó có thể theo đường A nó có thể tới nhiều cái state mới. Yeah. Thì như vậy chúng ta sẽ gom cái thằng này thành một state đúng không à, Cái thằng này trở thành nó là một cái state mới à, Một cái new state của cái DFA Một cái new state của DFA Như vậy bây giờ thì hỏi các bạn là cái Mỗi cái state của DFA nó là cái gì Của cái thằng Win NFA này à, Thì nó có phải là một cái tập con của cái thằng thằng Win này không đúng không? Tại vì nó là một cái bộ tương ứng của những cái state ban đầu. Nó có thể gộp, có thể gộp một phần tử, có thể gộp hai phần tử, có thể gộp nhiều phần tử. Ví dụ ở đây các bạn thấy nó gộp một phần tử nó ra quy 1 đúng không? Gộp một phần tử của quy v... ra quy 0, gộp hai phần tử quy 1 q v... quy 0. Như vậy tương ứng với mỗi state mới của cái thằng DFA thì nó là một cái tập con của cái tập hợp state NFA à tập hợp con ha à hay nó kết khác á, là cái tập uh, cái tập QDFA DFA này nè nó là một cái tập hợp con của power set à VNFA. Mình dùng được ha cái P cái cái P uh, tức là power set đó, là tập hợp con tập hợp của chứa tập hợp con của tập hợp Q NFA đó à thì như vậy cái số lượng tương ứng à bây giờ thì nếu mà nói cái số lượng tương ứng đi nếu mà cái quy của nfa nó bằng n thì thầy có thể nhận định được là cái số lượng state của dfa này, này nó phải nhỏ hơn bằng hai mũ n à, thằng này nó bằng số lượng là bằng hai mũ n như vậy bây giờ nó có thể bằng hai mũ n hay không vẫn có thể bằng hai mũ n à tức là nó có cái trường hợp đó là cái 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 nốt của mình đó là nốt rỗng <laughs> nốt rỗng tức là trong trường hợp giả sử <laughs> giả sử từ quy không tới quy một mà nó không tới cái thằng nào theo đường a thì vẫn ok thôi thì thay vì cái chỗ này thì ghi đó là là gạch ngang thì ghi là rỗng đó thì thằng này nó vẫn là một cái nốt ví dụ tới cái nốt rỗng nó đi theo cái đường a thì thằng này nó vẫn là tính một cái cái nốt trong cái DFA nhưng mà cái đi có cái cái, cái nốt này đó, nó sẽ không có tác dụng đúng không nó không có tác dụng à, nó không có tác dụng à và những cái nốt mà nó nó có thể thêm vào ví dụ giả sử tới đây đó, thì các bạn thấy là nó không có cái nốt nào mới có thể hình thành đúng không bây giờ giả sử thì thêm một cái nốt nào đó ví dụ thì thêm cái nốt là khâu 0 không 1 một 2 hai thì cái số này có thể đến những cái thằng khác ví dụ đến cái nốt uh, nốt quy không có thể đến nốt gì đó vân vân nốt quy hai à. nhưng mà những cái thằng này nè mình gọi nó là những cái nốt không thể đến được à. ví dụ ở đây thầy thêm vô thầy thêm cái nốt quy không quy một quy hai thì đối đến cái quy không theo đường a đến cái quy uh, hai theo đường b ví dụ vậy hoặc là đến quy một đi ha À, theo đường B đó. thì thằng này á nó có nó trong cái automat hay không có nó trong automat thì nó cũng không ảnh hưởng gì với cái cái việc tạo thành cái ngôn ngữ của mình hết Là thằng này nó không có thể tiếp cận được không có đường đi nào tới nó do đó các bạn thấy cái giải thuật mà thầy trình bày các bạn đó là chúng ta sẽ làm theo từng cái bước lập tương ứng từ cái initio nó sẽ tới những cái nốt nào thì hình thành những nốt mới và từ nốt mới đó chúng ta mới hình thành nên những cái transition tiếp theo Nha, yeah. nếu mà không có nốt mới nào hình thành thì chúng ta dừng à, tại vì nếu mà chúng ta ghi thêm những cái nốt tiếp theo nữa đó thì chắc chắn chúng ta cũng không thể nào mà tiếp cận được những cái nốt mới đó đúng không thì đó là cái ý mà chúng ta cần nắm bắt ok ha bạn nào chưa nắm bắt thì coi phần liên quan thì tới đây các bạn thấy là thầy phân tích các bạn về cái số lượng nốt tương ứng trong NFA và DFA thì bây giờ quay về cái cái vấn đề trước đó mà thầy đề cập đó là liên quan tới cái bài toán epsilon NFA và uh, chuyển đổi qua NFA đó thì cái số lượng nốt thì sao cái số lượng nốt trong NFA epsilon NFA nó cũng bằng cái số lượng nốt trong NFA without epsilon thôi À, tại vì cái ấy, chúng ta chỉ chuyển đổi cái gen season thôi mà đó à, chúng ta chỉ chuyển đổi cái gen season thôi cái số lượng nốt chúng ta vẫn giữ nguyên đó à, số lượng nốt vẫn giữ nguyên tức là tương ứng với một cái nốt thì chúng ta sẽ có một cái gen season mới thôi à, chứ cái, cái nốt nó không thay đổi cái số lượng nốt không thay đổi à ok ha nắm bắt được cái chỗ đó nghe nốt lại nghe chưa nắm bắt thì bữa sau thầy gửi cái video trên uh, Michael đó thì các bạn coi lại <laughs> rồi bây giờ cái vấn đề tiếp theo thì muốn ôn các bạn đó là epsilon nfa mà sang dfa à, tức là mình 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 giải quyết cái bài toán toán nhanh luôn đúng không à, thì có thể thầy thịnh đã hướng dẫn các bạn rồi hoặc là không hướng dẫn à, bây giờ thầy làm lại thôi nhiều khi sẽ làm kỹ hơn á nhiều khi có một hai tiếng nhưng mà lại làm còn kỹ hơn đối với phần lý thuyết của bạn đó thì chúng ta sẽ có cái phần liên quan tới epsilon A sang dfa à, thì các bạn thấy là nếu mà thì chuyển từ epsilon A sang dfa á, thì theo nguyên tắc thông thường chúng ta sẽ làm theo kiểu hai bước giai đoạn này thì chắc chắn trong cái bước mà thì thay thế nó nó sẽ có hai dạng này thôi nhưng mà mình làm gộp thôi bản chất như vậy thôi bản chất nó thì là gộp thôi à, à, thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao cái ý tưởng chúng ta sẽ làm cái gì thì mình phải quan tâm tới cái DFA và quan tâm tới epsilon này DFA thì có nghĩa là nó đơn định tức là từ một cái nốt từ một cái nốt nào đó mà nếu có nhiều cái hướng đi à, từ một cái khi mà truyền thông tin à, một thông tin bất kỳ mà nó có nhiều hướng đi đó thì chúng ta sẽ gom gom lại Thành một cái hướng đi duy nhất thôi. Thành một cái nốt duy nhất. Còn đối với Epsilon FA thì chúng ta có tính chất Epsilon. Có nghĩa là sao? Từ một cái nốt. Mình có thể đến những cái nốt khác. Theo Epsilon. Đúng không? Theo Epsilon Transition. À, từ cái Q1. Từ Q0. Bắt đầu từ Q0. Mình có thể bắt đầu từ những cái nốt mà có thể tiếp cận được thông qua Epsilon Transition. Như vậy gộp hai thằng này lại thì chúng ta có thể có được cái nhìn nhận tương ứng về cái phương pháp. À, Bây giờ chúng ta sẽ nắm bắt như thế này. Thông qua một cái bài uh, ví dụ nha. Lấy cái bài ví dụ uh, trong... Uh, um, bài ví dụ nào cũng được. đâu Ví dụ thì lấy cái bài ví dụ trong uh, slide bài giảng của bạn luôn đi. Thì, thì, thì khỏi uh, mà, mà, mà các đáp án thôi chứ cái phần nào các bạn làm cũng ok, không có gì khó đâu hiểu được cái phương pháp là tất cả bài chúng ta làm được ví dụ thì lấy cái bài này à, chúng ta có một cái automat nó là nfa đúng epsilon đúng không nó có epsilon tức là nó là epsilon nfa rồi cái gì rườm rạ dfa chắc chắn nó sẽ không có epsilon trong đó nó chỉ mang cái thông tin a hoặc thông tin b thôi thì bây giờ chúng thầy muốn đang thì cần chuyển đổi thằng này sang dfa và thì chuyển đổi trực tiếp luôn à. Thì cái bước đầu tiên á, thì muốn các bạn làm đó là các bạn sẽ xây dựng cho thầy cái chain session ban đầu. À chain ban đầu. Cái quy cái cái không á, thì gọi là quy 0 nha. Thì đặt là quy 0 tức là quy 0 quy á. Rồi, A thì nó ra quy 0 nè, B thì ra quy 1. Rồi. Quy 1 theo hướng A đó thì ra quy 2. Theo hướng B đó thì ra quy 1, quy 2. Ok không? Theo hướng rồi quy 2 theo hướng A thì ra quy 0. Rồi theo hướng B thì không có. Để kiểm tra lại ha. Quy 0 theo A. Tới quy uh, 0 theo B thì ra quy 1. Từ quy 1 theo A thì ra. Từ quy 1 theo A thì ra quy 2. Theo B thì ra quy 1, quy 2. Rồi từ quy 2 mà theo A thì ra quy 0 thôi. Ok nha. Như vậy đây chính là cái transition của cái thằng ban đầu. Rồi, bây giờ liên quan đến epsilon thì các bạn cần phải xác định giùm thầy epsilon closer của tương ứng từng cái trạng thái Q0, Q1, Q2. Như vậy từ Q0 mình có thể tiếp cận được Q0 thôi hoặc là Q2 theo epsilon transition. À, từ Q1 thì chỉ có thể theo Q1 ra Q1 theo epsilon transition thôi rồi từ q2 thì có thể tính q2 theo epsilon trên season thôi do đó thì sẽ xây dựng đã xây dựng được cái epsilon closer đúng không rồi thì bây giờ các bạn chú ý cái tính chất tương ứng nè nó khác việc so với cái cái phần trước mình đã làm cái initial state của mình đó là q0 thì có nghĩa là mình bắt bắt đầu từ q0 đúng không như vậy thì nói các bạn là bắt đầu từ q0 bắt đầu từ q0 mà từ Q0 nó có thể tiếp cận được Q2 à có thể bắt tiếp cận được Q2 nè theo epsilon transition do đó khi mình bắt đầu từ Q0 hay là bắt đầu từ Q2 nó cũng không có vấn có, có có cái gì thay đổi hết hình dung được không à, có nghĩa là mình đang cái state của mình đó là Q0 à mà từ Q0 nó có thể theo epsilon transition tới tới Q2 do đó mình có thể bắt đầu từ Q2 nó cũng không ảnh hưởng gì à thì liên quan tới cái cái tính chất đó mà chúng ta có thể xác định được cái nốt mà bắt đầu cái nốt bắt đầu là cái gì thì liên quan tới cái kết quả mình đang xét là mỗi cái state trong DFA nó phải mang tính chất đơn định à do đó thì sẽ gom gom cái closure của cái thằng initial state này là q không à thành một cái tập hợp à, mình gọi nó chính là cái state ban đầu State khởi điểm à, cái state ban đầu State bắt đầu à, cái state bắt đầu à, giả sử thì gọi nó chính là cái cái thằng a đi à, và ta xây dựng cái trên tương ứng cho cái thằng a thằng a này và nó truyền cái thông tin thông tin a thì bây giờ thì đang cần phải tìm ra cái 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 terminal state của cái transition này. À, thì tương ứng <laughs> à, thì sẽ bắt đầu từ cái cái thằng a đó thôi và truyền thông tin a thôi à, nhưng mà cái kết quả này có thể ra là cái gì đó ví dụ qi qg gì đó nhưng mà từ qi gg này theo epsilon transition thì nó có thể tới những cái kết quả thằng khác nữa à, do đó những cái kết quả này chúng ta vẫn phải xét đúng không do đó chúng ta phải lấy epsilon closer của cái kết quả này à thì đây chính là cái công thức chuyển đổi transition mà các bạn cần chú ý cần nắm bắt với cái a tức là một cái closer à, a tức là cái closer của cái thằng initial state tại vì chúng ta bắt đầu từ đó mà bắt đầu từ cái initial state mà nè à, thì do bây giờ chúng ta sẽ hình thành nên nè rồi à, thì hình thành nên cái cái delta transition theo cái bản luôn ha rồi à, thì chúng ta có thông tin A, thông tin B. Bắt đầu là cái gì? Bắt đầu thì bắt buộc chúng ta phải là cái loser của initial state ban đầu là Q0. Do đó chỗ này thì bắt đầu đó là Q0, Q2. Chú ý à Q0, Q2. Tại vì nó bắt đầu từ Q0 cũng có thể bắt đầu từ Q2 tại vì nó có mang trên chi sinh nữa do đó ở đây hình thành nên cái cái nốt bắt đầu đó là Q0, Q2 tới A tới A thì Q0, Q2 thì mình có cái gì? À, mình có Q0, Q0 đúng không? Thì tiếp tục mình lấy lấy loser của nó thì chúng ta sẽ ra là Q0, Q2 gộp lại thành một nốt Q0, Q2. Nó chính là nốt mình đang tính đúng không? Đang 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 chìm transition. Rồi tiếp tục theo hướng B, Q0, Q2 thì Q1 hợp với rỗng thì chúng ta là Q1. Mà closer của Q1 thì ra Q1 do đó chúng ta ra cái thằng này chính là một cái nốt quy một thôi à ở đây các bạn thấy là chúng ta có được cái quy quy một là nốt mới thì bắt buộc chúng ta phải hình thành nên cái chain season từ quy một đó từ quy một theo hướng a thì ra quy hai quy hai thì closer của quy hai ra quy hai nó là một nốt do đó mình có quy hai thôi rồi à, tiếp tục theo hướng b đúng không theo hướng b quy 1 theo hướng B thì ra cái quy 1, quy 2. À, closer của quy 1, quy 2 thì cũng là quy 1, quy 2. Do đó thì gom hai này lại thành một cái nốt quy 1, quy 2. Như vậy tới đây các bạn thấy là qua cái bước thầy xây dựng cái transition cho quy 1 thì thầy thấy có hai cái nốt mới đó là quy 2 và quy 1, quy 2. Do đó bắt buộc các bạn phải lại tiếp tục tìm cái transition tương ứng cho quy 2, và tìm cái transition tương ứng cho Q1 Q2. để tiếp tục như vậy tới hết thôi. À. Rồi, Q2 thì sao? Q2 thì mình ra được theo hướng A là ra Q1 đúng không? Loser của Q0 á à, ra ra Q0 chứ. Từ Q2 theo trên A, A transition nó ra Q0. Mà Q0 mà loser của nó ra Q0 Q2. Do đó thì gộp lại thành Q0 Q2 mà quy không quy hai đã có rồi do đó không ảnh hưởng gì đúng không rồi tiếp tục quy quy hai theo hướng b thì ra là rỗng rồi rỗng thì nó vẫn là rỗng bên đây à nhưng mà tới đây các bạn thấy là trên của quy hai thầy xác định được và nó không hình thành cái nốt mới như vậy mình còn thiếu cái trên từ quy một quy hai à cái đó mình lại tiếp tục quy một quy hai theo hướng a Q1, Q2 theo hướng A thì ra là Q0, Q2 đúng không? Q0, Q2 thì nó ra cái gì? Q0, à, Q2 thì chúng ta sẽ có closer của nó là Q0, Q2. Đúng không? Do đó ta có kết quả tương ứng này sẽ là Q0, Q2. À, tiếp tục theo hướng B, Q0, Q2 thì ra là Q1. À, closer của Q1 thì ra Q1. Do đó kết quả chúng ta ra là Q1 như vậy hình thành nên tất cả những cái cái nốt rồi không có nốt nào mới thì dừng lại à dừng lại ok đúng không à, dừng lại xong thì chúng ta xác định cái final state thì cái final state của cái thằng DFA này nó sẽ là những cái nốt mà có chứa cái final state của thằng ban đầu thì thằng ban đầu có final state là Q2 Do đó những cái nốt nào, những cái state nào mà có quy 2 trong đó thì nó chính là final state. Do đó chúng ta có tất cả là ba cái final state ở đây. Và tới đây chúng ta xây dựng cái automat. Đúng không? Xây dựng cái automat cho cái thằng này. Đó. Thì bạn nào chưa nắm bắt thì nốt lại. À, làm. Rồi sau đó coi lại cái hướng dẫn của thầy và áp dụng cho những bài tập khác, cho những cái ví dụ khác à, thì đó là cái cái vấn đề liên quan này thì sẽ dựa nắm bắt các bạn cái epsilon fa sang dfa rồi ai có câu hỏi về phần này không à, Mở luôn. hỏi luôn em hỏi xíu này cái khúc rồi, rồi. ở cái transition table cuối mà thầy mới viết đó, thì q1 q2 là khi mà trong cái cột b là nó phải là q1 q2 thầy tại sao nó q1 không cái chỗ nào em à, chỗ transition phải á, cái uh, dưới cùng rồi là, uh, cuối cùng là... này á hả là em là Q1 Q2 mà khi có input B nó phải là nó phải transition qua Q1 Q2 ấy thầy nó phải Q1 rồi Q1 ha Q2 đúng không à, là B đúng không à tính lộn đúng không là Q1 Q2 đúng không à đúng rồi đó thầy làm lộn à, transition này đúng không là thì sai chỗ này đúng không rồi. À. đúng rồi đó thầy nhìn lộn đó. là Q1 Q2 à Q1 Q2 thì chúng ta sẽ có cái này sẽ là Q0Q2 đúng không? Theo A là Q0Q2. Q0 thì ra Q0Q2. Q2 thì ra Q2 do đó chúng ta còn lại là Q0Q2, chính xác. Rồi, theo B á thì chúng ta sẽ có là Q1Q2. Và epsilon closure của Q1Q2 thì là Q1Q2, đúng rồi đó. Cái đó thì sửa lại chỗ này sẽ là Q1Q2 ha. Đúng rồi đó. <laughs> rồi. Chỉnh lại tí xíu nha ok đó thì các bạn cứ theo thao tác cái ý tưởng mà thì làm các bạn à, các bạn nắm bắt đó và là quan trọng đó chính là các bạn phải xác định ví dụ liên quan tới epsilon thì các bạn phải nắm bắt dùm thầy cái bảng tương ứng closer của từng cái mình hiểu đông nam đó là từ thằng này có thể tới những thằng khác theo epsilon generation thì mình có thể bắt đầu từ đó và khi đó kết quả rồi từ cái kết quả đó nó có thể ra cái kết quả khác theo epsilon mà cứ như vậy chúng ta là còn bây giờ nếu mà chúng ta nhìn vào trong cái bạn trong cái cái hình mà chúng ta ra kết quả luôn thì sao ví dụ thì lấy một cái bài ví dụ khác thì thì làm thử nó ra cái kết quả hay không ha cho nhanh à, nếu thì làm ra kết quả luôn á thì cũng ok đó thì cũng xác định cái epsilon trên thôi thôi tốn thời gian một giờ mười lăm mình thì các bạn có thời gian các bạn cứ lấy theo lấy ra mình 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 làm nha à. Khi mình làm từ đầu á Thì các bạn có thể kê cái bảng này à, Xây dựng cái bảng à, Rồi sau đó chúng ta xây dựng cái automata đúng không à, Nhưng mà khi làm quen rồi á Thì các bạn có thể chuyển đổi luôn Không cần cái bảng này Không cần phải chuyển đổi uh, cái bảng Các bạn biết được cái hướng đi tương ứng của nó Và các bạn xác định cái hình luôn à, Ví dụ ở đây các bạn thấy là Nó có thể đi từ 0 uh, tới 2 epsilon transition Do nó bắt đầu từ 0,2 Ví dụ thì nếu thì vẽ ra ha cái bài này à là, là thầy lấy là Q0 Q2 là một cái node in nitro state. Rồi, như vậy tới đây là Q0 Q2 theo hướng A đúng không? Thì có thể tới Q0 nè. À Q2 thì có thể tới tới Q0 do đó nó sẽ tới Q0 thôi theo hướng A. Rồi theo hướng B ha, Q0 Q2 theo hướng B thì ra Q1 đúng không? Rồi theo Q1 thôi. Đúng không? Đó thầy có là v, theo hướng A là Q0 Q0 Q2 mà theo hướng A. À mà tới cái loser do đó chúng ta sẽ có là Q2 à nó có loser nữa do đó Q0 Q2. đó Rồi tiếp tục như vậy. Tiếp tục như vậy ha, theo hướng B thì chúng ta có là Q Q1 mà từ Q1 theo không có cái loser gì đó thì chỉ tới Q1 thôi. Đó à, các bạn nếu các bạn làm nhanh, à các bạn quen và các bạn nắm bắt được ý cái, cái 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 hướng đi tương ứng của nó, tức là cái transition tương ứng của nó à thì các bạn ra kết quả rồi tiếp tục nó hình thành hai cái nốt đúng không Q0 Q2 Q0 à, Q2 rồi nó trùng rồi do đó thì về cái lớp dưới lại 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 lại, à, lại, lại, lại cái lớp dưới nó lớp tương ứng đó là Q Q0 Q2 đó và tiếp tục nó hình thành lên cái lớp mới đó là cái, cái nốt mới đó là là Q1 đúng không đó. đầu tiên mình sẽ lấy Q1 Q1 ra cái thằng thằng 2 nè hoặc nhìn cái hình Q1 ra cái thằng số 2 mà closer của thằng số 2 nó chỉ là cái thằng số 2 thôi Đã, do đó chúng ta sẽ có cái kết quả đó là là q 2 hình thành nên kết mới đó, rồi tiếp tục từ q 1 theo hướng B thì ra cái gì q 1 theo hướng B đó, quy 1 theo hướng B thì ra q 1 đúng không đó, hoặc là ra ra 2 do đó hình thành nên cái nút mới là q 1 q 2 hình thành nên cái nốt q 1 q 2 đó. Hướng B rồi tiếp tục nó hình thành nên cái nốt mới là Q1, Q2 lại tiếp tục mình xây dựng ra. Thì những cái thằng nào mà nó chưa có cái transition thì bắt buộc các bạn phải xây dựng cái transition theo cái hướng tương ứng. Đó, đó như vậy khi nào mà nó không có cái cái nốt mới thì chúng ta lại tiếp lại lại cái kết, kết thúc. Đó. Và chúng ta hình thành những cái automax xong. Đó. Nếu các bạn làm quen. Rồi cái nội dung cuối cùng ha, thì làm nhanh luôn ha. Đó chính là cái phần uh, minimize cái DFA cái minima Deep a này thực ra nó cũng không có gì mà nó rườm rà các bạn hết <laughs> nó chỉ thực ra nó chúng ta có bài toán phân hoạch thôi ha à. thì bây giờ thầy lấy một cái bài uh, nào đó trong slide đi thì uh, mô hình lại lại ha để các bạn nắm bắt một lần nữa có thể cái cách tiếp cận thầy sẽ khác nó à. tiếp cận thầy sẽ khác ừ, thầy thịnh à. nhưng mà nhiều khi cái cách của thầy nó sẽ là đơn giản hơn các bạn à, bây giờ sẽ lấy một cái uh, cái bài nào đó đi hoặc là thì lấy một bài tập đi ha lấy bài tập đi như sẽ lấy một bài tập nào đó thì lấy một cái bài tập nào đó nha cái video sẽ gửi các bạn trong uh, B ha. thì lấy một cái uh, cái file uh, cái bài tập đi rồi ví dụ thì lấy cái bài tập này đi lấy cái bài tập này nghe, thì dán qua bên đây đi, dán qua bên đây thì thì, thì làm cho nó nó gọn, à. ví dụ thì lấy cái bài tập này, ok, rồi thì cái cái bài này á, thì bản chất của nó nó không phải là cái đề kiểu này, à, cái đề của nó là nó cái chỗ này là c nè, chỗ này là cái nốt c nè, nhưng mà ở đây nếu là c thì nó là là nfa á do đó để thầy rút ngắn bớt cái cái thời gian thì làm á thì không cần phải chuyển qua đi bay thì chuyển thành này là b đi ha thì làm lại cái cái thao tác trong cái cái thuật toán minima này thì đầu tiên đó thì theo cái cái tư duy của mình thì chúng phải hiểu được cái bài toán tối ưu mình đang làm min max đó là tối ưu đúng không thì tối ưu điểm thì có nghĩa là tối ưu cái gì à, mình phải xác định cái cái, cái bài toán trước đã tối ưu ở đây tức là cái tối ưu về cái số lượng nốt đúng không số lượng nốt số lượng cái state số lượng trạng thái như vậy đầu tiên á thì có những cái trạng thái đó là a b c d e f và g à đây là những cái trạng thái đúng không thì trạng thái thì các bạn biết được cái cái cái, cái khái niệm của nó là trạng thái gì trạng thái gì tên gọi tương ứng thì mình có initial state nè mình có accepting state nè tức là final state đó và mình có intermediate uh, state đúng không tức là những state trung gian. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ nán tương ứng là một cái một cái chuỗi nó được hình thành nếu mà nó kết thúc cái cái automatic của mình nó rơi vào cái final state kết thúc cái đường đi tương ứng nó rơi vào cái final state đúng không? do đó cái việc mà chúng ta hình thành những cái chuỗi hay không là chúng ta phải quan tâm cái final state trước. do đó chúng ta sẽ sử dụng cái tiêu chí đó là mình sẽ phân loại cái thằng này ra theo cái hướng đó là nó có phải là final state hay không hay là nó không phải là final state à. thì đó là cái tiêu chí đầu tiên mình 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 phân phân nhóm thì đó là cái bài toán mình gọi là bài toán phân hoạch thì mấy mốt các bạn học cái cái việc mà chúng ta học mà xin learning chúng ta phân loại thì chắc chắn chúng ta sẽ nắm bắt cái kiểu này thôi thì cái mini mai ở đây nó có nghĩa là chúng ta sẽ phân hoạch cái thằng này ra tới khi nào mình không phân được nữa thôi dựa trên cái tiêu chí đó là cái gì Đầu tiên là mình có cái cái final state hay không? Một cái chuỗi được hình thành nếu nó nằm ngay chỗ cái final state. À. Và tiếp theo đó là cái tính chất tương ứng của final state đó là nó phải có những cái transition, à, nó có cái transition. À, từ cái đó mà nó có thể theo cái transition tương ứng nó ra một cái state state khác. Do đó chúng ta sẽ dựa trên tiếp theo đó là cái transition. Thì đó là hai tiêu chí bắt buộc trong cái bài toán này à đó là mình dựa trên cái cái final state và non final state và dựa trên cái transition tương ứng à, thì đầu tiên á, thì muốn các bạn xây dựng dùm thầy cái bảng mình gọi là cái transition của cái thằng ban đầu à, à thì nó có thể là, là là nó rất là dài ha nhưng mà nên làm cái kiểu này nhiều khi lúc đầu nó mình làm nó 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 dài nhưng mà những cái bước sau mình làm thầy đấy nó đơn giản nó nhanh à nó hiệu quả À, ví dụ như là a thì có thể tới b có thể tới uh, tới a theo hướng b và hướng d theo hướng c đúng không rồi b không tới thằng nào hết tới c rồi à, tiếp tục c đó thì tới cái gì c thì không có tới thằng nào hết thầy gạch ngang ha gạch ngang tức là là thầy không có ghi gì hết á à, còn trong vỏ các bạn các bạn cứ đừng có ghi đừng có ghi gạch ngang luôn cũng được à, tức là cái chỗ đó chỗ trống đi rồi D D đó thì chúng ta có tới A đó theo A đó là E rồi, không có gì hết rồi E thì tới uh, uh, tới C và F rồi F thì tới uh, tới C và G đúng không và G thì không tới nào hết rồi kiểm tra lại ha rồi A thì tới A theo B tới B theo 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 A và tới tới C theo D rồi à, tới D theo C rồi B thì có có C thôi D C thì không có không D thì chỉ có E thôi nè E thì có thể tính được C và F theo BC rồi F thì có thể tính C và G theo BC và G không tới nào hết đó thì đó là cái bước đầu tiên rồi bước tiếp theo là các bạn xây dựng cho thầy một cái bảng giống như trong slide để các bạn khỏi bị uh, conflict với uh, cái ý tưởng ha thì làm theo đúng cái cái trong slide để nó thuận thuận cái cái thao tác Thì các bạn có thể làm theo kiểu cái bản khác cũng được à, nhưng mà thầy để 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 rút ngắn cái thời gian thì hướng dẫn các bạn thì làm giống như trong cái bài giảng uh, mà các bạn được học đi Rồi, ef cd chứ cd ef và g mình có tất cả là 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 bảy cái cái, cái state đúng không? thì cái s thì tức là cái state thôi, cái state thôi, tức là trạng thái thôi. rồi cái dòng thứ hai thì muốn các bạn ghi đó là cái từ cls, à, thì cl này tính là cái từ class á, class tức là nhóm đó, cái lớp cái nhóm tương ứng mà cái s đang đứng á, thì chúng ta phân thành hai cái 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 nhóm đó là non final và final, final thì thì đánh cái dấu sao đi ha, đó là là b nè, và C nè và G như vậy cái cái nhóm thứ nhất á thì đặt nó là nhóm final do đó thì đặt cái một cái ký hiệu đó là ký hiệu một la mã đi nó chỉ là cái tên định danh thôi các bạn muốn đặt X Y Z gì kệ các bạn hoặc các bạn đặt là một hai ba cũng được không vấn đề gì hết nha thì trong giáo trình trong slide thì nó ghi là một la mã do đó thì theo cái một la mã thôi các bạn muốn đặt cái kiểu gì mà các bạn xác định được cái nhóm tương ứng là gì thôi tương tự những thằng còn lại nó sẽ là hai thôi À, những nhà còn lại nó sẽ là hai, ok không? Ha. Rồi tiếp theo thì sẽ xây dựng thêm một cái cái dòng tiếp theo đó là class phân theo season, season ở đây mình sẽ có là a season, b season và c season đúng không? Do đó chúng ta sẽ có những cái dòng tương ứng với season đó. Thì tương ứng bây giờ thì xác định là từ cái state mà chúng ta xét theo cái season a, thì các bạn chỉ cần nhìn vào trong cái cột này nè. À thì các bạn thấy cái chỗ nào tương ứng nó có thì các bạn đánh cái 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 nhóm tương ứng của cái kết quả thôi ví dụ B đúng không cái B của mình là nhóm gì nhóm một thì chỗ này là một đó E thì cũng là cái nhóm gì à, nhóm hai chỗ này là hai thì các bạn ghi vào cái bảng tương ứng đó. thì chỗ này chúng ta sẽ là là một E nó sẽ là hai đúng không? Đó. Rồi những thằng khác thì không có thì các bạn chỉ cần cần khỏi ghi không cần ghi hoặc là mình gạch cái dấu gạch giống thầy rồi tiếp theo đó là cái dòng class theo cái B trên season cũng y chang như vậy đó thì nó tới a đúng không nó tới a thì B trên season thì a là nhóm số 2 vậy đó thì ghi sẽ là số 2 chỗ này đó tiếp tục c là nhóm 1 thằng này không có không có c là nhóm số 1 c là nhóm số 1 và không có đó, các bạn thấy là cái vai trò của cái bảng này nó nhiều khi nó lại rất là nhanh nếu mà các bạn nhìn vào trong cái, cái, cái 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 hình rất là rối đó nhiều khi mình làm không được lâu à rồi tiếp tục C đúng không C thì tới D nè à, C có thể tới D nè D thì mới là nhóm số 2 rồi tiếp tục như vậy không có không có không có F thì nhóm số 2. Rồi G G thì nhóm số 1 và không có đó như vậy các bạn thấy đó để xây dựng được cái cái định danh tương ứng với từng cái cái state mình gọi là cái chữ ký tương ứng của từng cái phần tử đó để các bạn nghe cái từ là sai cái từ chữ ký đó, nó sẽ theo các bạn tương đối nhiều đó trong những cái vấn đề mình gọi là gán nhãn đánh nhãn đó. À, thì đầu tiên bây giờ mình ta coi cái cái nhãn của thằng thứ nhất coi à thì mình sẽ đánh nhãn đầu tiên à, nhãn của thằng đầu tiên đó là là một đi à, mình định danh lại à, nghe cái từ mã số định danh thì các bạn cũng nắm bắt được cái ý ta đang đang làm đúng không à, định danh lại cái 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 state này thằng này đặt là là một đi định danh lại À, nhưng mà tương ứng cái thằng này là một nhưng mà những thằng khác nó không có thì thì mình sẽ tiếp tục mình định danh cái thằng thứ hai tiếp theo à, tiếp theo định danh cái thằng này là định danh này là hai à, tiếp tục định danh cái thằng này là ba đúng không là ba à, như vậy cái thằng này nó gọi là giống nó lại có cái sự xuất hiện giống y chang cái thằng này à, giống y chang như đó thằng này chúng ta sẽ sẽ là ba luôn mình tiếp tục đây là bốn đây là năm đây là sáu đó à, không? Rồi tiếp tục các bạn là xây dựng cái SA rồi class SB rồi class SC. Cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy cho tới khi nào dừng à. Dừng nữa tức là chúng ta không thể phân hoạch được nữa. Thì có nghĩa là chúng ta xây dựng một cái cái định danh mới. À mà cái class tương ứng của những cái nốt này nó giống như cái class của cái bước trước đó. Ví dụ đây là cái step N đi n là step n trừ 1 đi à, thì có nghĩa là cái class tương ứng của cái, cái s trong cái bước n nó trùng với là cái class s trong cái bước n trừ 1 á thì mình dừng nhưng mà dừng xong thì chúng ta sẽ làm cái gì dừng xong thì chúng ta sẽ lấy những cái transition tương ứng và kết hợp thêm những định danh mà chúng ta có chúng ta xây dựng xây dựng cái cái automata à ví dụ mình có bốn cái mã số định danh thì chúng ta sẽ có bốn cái nốt mình có sáu cái mã số định danh thì có sáu cái nốt và chúng ta đã có cái season tương ứng là từ đâu tới đâu rồi đúng không ví dụ ở đây các bạn nhìn thấy đây là từ a a của mình là từ hai đúng không mình không cần quan tâm tới a b c d nữa bây giờ nó định danh tương ứng là cái nhóm này rồi Đó, mình sẽ đặt nó là cái nhóm số 2 với cái nốt tương ứng là nốt hai mang tên nó là hai ví dụ vậy thì theo cái transition thì nó tới tới một đúng không transition A thì tới một theo transition B thì tới cái nhóm số 2 rồi theo transition C thì nó tới nhóm hai ví dụ vậy thì chúng ta sẽ ra được kết quả thì cái bài này đó thì nếu các bạn uh, có thời gian các bạn um, nắm bắt và chi tiết làm ra cụ thể và thì hướng tới các bạn đó thì um, các bạn có thể sử dụng cái cái công cụ đó là GF Lab nè các bạn có thể, thể test kết quả ví dụ đối với bài này ha chạy thử luôn nè, à. đang chiếu lên hình phải, ok đúng không? À. À, bây giờ thì sẽ 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 định sẽ sẽ mô hình các bạn cái phần này, à, trong cái cái phần mềm này để kiểm tra cái kết để để xác định cái kết quả thôi. Còn khi mà các bạn làm theo thuật toán mà thì hướng dẫn các bạn thì nó ok, không vấn đề gì, chính xác luôn rồi đó. Rồi, à, bây giờ thì vẽ cái cái thằng này, rồi à, xác định thằng này nó chính là initio đúng không? thì có này là final nè này là final này là final đó. bây giờ thì chuyển cái trên season thôi này là b nè này a tốn thời gian xíu ha nhưng mà nó lại có cái cái tầm quan trọng đó và nó cố gắng rồi này là a này là c nè và cuối cùng nữa là c Cái này, này là b đúng không đó như vậy các bạn thấy thì đã đã xây dựng cái một cái automata thông qua cái phần mềm này ok đúng không mình có tất cả là sáu cái nốt đúng không bảy nốt chứ bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển đổi nè con nè thì trong cái công cụ này chúng ta có rất là nhiều cái các bạn có thể vọc ha cái mò thì đấy thì đang dừng để thì, thì thì mô hình của bạn là minimize dfa nè thì nhấn vào đây thì các bạn thấy thao tác đầu tiên nó thì sẽ phân hoạch các bạn thành hai cái nhóm tương ứng hai cái nhóm tương ứng đó, đó là ninh final và final state đúng không à, cái nhóm đó là cái cái nhóm final state và final final state nè thì bây giờ chúng ta sẽ phân hoạch nè ví dụ các bạn có thể nhấn nhấn vào đây tương ứng từng nốt thì các bạn sẽ phân hoạch từ từ auto partition là, tự phân hoạch nè à, còn bây giờ thì làm cho nhanh luôn ha để cho nó phân hoạch hết luôn đi thì chúng ta ra được cái cái nốt nó không thể nào phân hoạch được tức là những cái lá à, những cái lá cuối cùng nè đây chính là những cái nốt à, bây giờ nó finish nha à. thì các bạn thấy nó hình thành nên các bạn những cái uh, cái nốt và nó sẽ có gì nó định danh lại nó định danh lại những cái uh, cái nốt nè và nó sẽ lưu lại những cái cái nốt mà nó chứa ví dụ đây là cái nốt ban đầu nó chứa Q0 đúng không như bây giờ định danh lại nó tên là Q3 à. tương tự thằng này nó là q Q5 đúng không định danh lại là Q5 nhưng mà nó chứa cái nốt ban đầu đó là chính là thằng B À rồi cái thằng Q0 này chính là định danh lại nó chứa cái thằng C, tức là đâu đâu. Dưới thằng D chứ là Q, Q 3 Q3. Q3 tức là là, là thằng D. <laughs> Rồi Q4 này nó chứa cái thằng 2 và thằng 6. Thằng 2 và thằng 6 tức là cái thằng C và thằng G nè. Tại vì thằng C bằng G nè. C và G nó giống nhau à. à C và G giống nhau. Đó, à, tức là cái nốt W, W2 và nốt W6 phải không? Đó, à, đây cũng hình thành đã xác định được dừng rồi thì đó sử dụng dựa trên cái transition mà nó hình thành nên cái những cái cái transition tương ứng thôi đây chúng ta có những transition và chúng ta ra được cái kết quả và đây chính là cái kết quả của cái cái uh, minimize DFA thì các bạn có thời gian các bạn vọc với mò à, nắm bắt cái chỗ đó rồi cái vấn đề tiếp theo cái nội dung số 2 thầy muốn các bạn làm đó là các bạn um, rồi, một người rưỡi các bạn à, tải cái 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 đường cái cái file này thì cái file này đó thì thầy tổng hợp những cái cái đề những cái câu hỏi cũng như là câu hỏi đã ra hoặc là câu hỏi chưa ra trong những cái đề thi à, trước đó à, bây giờ các bạn làm được thầy cái câu hỏi trách nghiệm tương ứng với thùng này rồi nhấn vào cái đường link thầy gửi trên cái khung chat nè nhấn vào tải về và và ôn tập ha rồi thì bây giờ thì sẽ sửa các bạn sơ lược những cái câu hỏi trong đây rồi thì cố gắng chúng ta làm xong cái phần này thì yeah. <laughs> sáng, sáng, thì dạy cái lớp k 1 thì các chưa cho trước á, thì bị lố tới gần tới 12 giờ mới xong cái phần này á, thì các bạn có thể coi lại video thì sửa cái lớp trước cũng được ha rồi. nhưng mà bây giờ thì thì nói sơ lược đi ha để các bạn nắm bắt luôn các bạn đây đang đang theo dõi thì chúng ta nắm bắt luôn một số cái 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 chú ý mà thầy thì, thì đưa ra à, còn chi tiết á, thì các bạn có thể coi cái video của cái lớp trước mà thầy vừa sửa chi tiết những cái bài trong đây rồi thì bây giờ thì lấy cái cái này thầy làm ha sơ lược ha một số cái bài những cái câu nào á, mà nó nó đơn giản á, thầy gửi các bạn thì thầy, thầy ghi các bạn đáp án à, chắc chắn cái phần đơn giản thì ai cũng phải làm được rồi do à, đó cái chỗ này các bạn uh, những cái câu những cái câu nào mà dễ dàng ra đáp án thì sẽ ghi đáp án sẵn cho các bạn các bạn có thể chắc lại kiểm tra đáp án của bạn với, với đáp án của thầy và nó đúng hay không à, rồi bây giờ tương ứng với câu số 1 thì kiểm tra xem một cái chuỗi nó có thuộc L sao hay không thì L sao thì dễ dàng các bạn nắm bắt rồi với y chúng ta chạy từ từ không tới vô cùng ha lưu ý nó phải chạy từ không tới vô cùng nha Được rồi nó khác với lại cái cái sensitivity closer của mình tí xíu à, sensitivity closer chúng ta có là cái cái bao đóng à, bao đóng à, bắt cầu á <laughs> cái bao đóng bắt cầu ấy thì nó không có là không nó chạy từ một tới vô cùng thôi nó chứa r và nó r một r hai vân vân ha đây là sensitivity closer tức là phải chứa cái cái empty string luôn. Chứa cái tập hợp chứa cái uh, empty string luôn á. Thì trong trường hợp này thì chúng ta xác định được dễ dàng ha. câu C ha. các bạn có thể có thời gian các bạn chi tiết. Còn không mình có thể lướt vọ qua những cái câu đơn giản kiểu này. Câu D, câu 2 là D ha. Những cái câu đơn giản này trong lý thuyết thì chắc chắn các bạn phải nắm bắt rồi. Rồi câu số um, 3 nè. Câu số 3 thì người ta hỏi các bạn cái cái này đó là cái gì thì đáp án chính là nó là một cái đi NFA thôi tại vì nó nó không đơn định đúng không nó không đơn định tại vì tương ứng với vừa Q3 nó có thể tới Q0 và có thể tới Q1 theo cái đường A do đó nó không đơn định <laughs> gọi là không đơn định ha rồi rồi những nhiên đáp án những cái kháng thì các bạn có thể check lại không có gì khó khăn hết à. rồi câu B nè à, câu số 4 nè câu số 4 thì đáp án thu được á thì các bạn chắc thôi đó và nó có cái chuỗi có thể mình gọi là valid tức là nó có hợp lệ hay không à rồi câu số 5 thì đáp án thu được đó là bán b rồi à, đáp án b câu số 6 ha thì cũng chắc được đúng không một l 2 thì có nghĩa là l nhân l vậy thôi tức là mình có hai chuỗi được chủ thứ nhất được tạo thành một cái dựa trên cái cái L mà chủ thứ hai được tạo thành L và nối nối với lại với nhau thì ra nó thuộc L2. Mà kiểm tra xem nó không thuộc L2 nha. Chú ý. Rồi. Cái câu số 7 à cái câu số 7 đó. Cái câu số 7 nè. Thì trước khi mà thầy nói cái câu số 7 đó thì thầy, uh, thầy muốn uh, truyền đạt các bạn một cái cái vấn đề. À thầy muốn nói các bạn một cái, cái ý và nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều trong những cái vấn đề liên quan tới cái 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 cái, cái, cái bước chuyển đổi từ một cái FA sang cái regulation thì buổi hồi nãy đâu giờ đó thì thầy chỉ các bạn cái phương pháp đó là à, từ một cái FA sang cái regulation đúng không và thầy sử dụng cái phương pháp đó là phương pháp khử để sử dụng cái eliminate uh, state method ha à, thì uh, xác định regular regression theo cái cái bài tập tự luận à, thì uh, mình sẽ có rất là nhiều cái cách để mình xây dựng cái regular regression thì bây giờ thì uh, hướng tới các bạn chúng ta có một cái, cái điều gì khác ha thì phân biệt một cái auto uh, mata đó thì nó phải có cái Initial state à nó phải có initial state và nó phải có final state đúng không? Tại vì trong cái một automata nó được quyết định đó là mình phải có một cái bộ gồm có tập tất cả cái state nè, các bạn chữ cái nè, cái initial state nè à, phải có cái transition và có cái final state đúng không? Tức là thầy đang quan tâm tới cái vấn đề đó là initial state và final state này à những cái kia đó thì nhiên nó là những ràng buộc ban đầu rồi những cái final state thì nó có những cái automata nó sẽ khác biệt đó là cái initial state là cái gì và cái final state tương ứng đúng không? thì bây giờ mình sẽ chuyển đổi tương ứng tất cả những cái cái automata uh, automata về cái dạng đó là nó chỉ có initial state và final state thôi à, cái ý thì nói các bạn nắm bắt được không? tất cả những cái cái cái, cái finite automata đó À, nó có thể có nhiều cái nốt có thể nhiều rất là nhiều cái 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 state khác nhau. À, thì muốn đầu tiên các bạn là chúng ta chuyển đổi về một cái automata tương đương mà chỉ có cái initial state và final state thôi. Và hiển nhiên những cái transition của đó thì nó của mình có thể mở rộng ra nó nó chỉ là một cái compound nào đó, compound expression đúng không? À, nó có thể là một cái compound expression nào đó không phải là một cái transition mà chúng ta định nghĩa mang chỉ một cái ký tự thôi. À, thì đó là cái tư duy mà cái, thì thì các bạn cần nắm bắt. Thì bây giờ nắm bắt những cái trường hợp, nắm bắt những trường hợp. Thì à, giả sử thì có một cái uh, cái vòng. À, giả sử một cái vòng thì chuyển tới cái b, thì dễ dàng các bạn có thể thay thế nó bằng cái 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 uh, cái a sau b đúng không? Đúng không? A sau b ở đây thì chưa xác định cái final state. À, thì muốn các bạn làm cái thao tác tương ứng là các bạn thêm cái ký hiệu final state vào, tức là xác định cái final state tương ứng nó là chỗ nào và nó là chỗ nào thì nó phù hợp, chỗ nào thì nó không thể xảy ra, chỗ nào thì mình có thể mình mình xây dựng được cái cái bước tương đương này, còn chỗ nào thì không được, à, chỗ nào thì không được, à, thì tương ứng đó nếu mà các bạn hiểu được cái tư duy này các bạn sẽ làm những cái vấn đề nó rất là thoải mái các bạn mới muốn nó ứng dụng các bạn trong những hướng nghiên cứu các bạn rất là nhiều đó mà chỉ dừng lại trong cái môn học nó đâu rồi thì bây giờ tương ứng ở đây á giả sử như là thì có cái trường hợp đó là cái final state của nó là là a đi thì tới b à thì chắc chắn nó chỉ có thể xây dựng tương ứng là cái thằng a thôi nó không thể nào mà chuyển đổi thằng này được đúng không Đó tại vì nó kết thúc bên đây mà các bạn để theo kiểu a sau b thì chắc chắn nó sẽ không ra cái kết quả nó không đúng à nhưng mà ngược lại nếu mà cái final state của mình nó là là b thì ok vấn đề gì đúng không à, final state của mình nó chính là cái thằng này luôn và nó sẽ kết chạy ngay chạy cái thằng thằng b này đúng không à, dạy cái thằng b này cũng ok À, do đó chúng ta phải nắm bắt được cái trường hợp tương ứng khi nào mình chuyển đổi qua kiểu này được khi nào chuyển đổi không được à, nắm bắt cái chỗ đó rồi cái trường hợp số 2, trường hợp cái vòng tương ứng xong rồi nhé trường hợp số 2. thì bây giờ giả sử thì có một cái state a thì có một cái hướng đi tương ứng là từ a tới b và thầy có một cái hướng đi ngược lại đó là từ b tới a thì các bạn thấy là nếu mà chúng ta làm cái kiểu tương ứng như này đó, thì nó rất là là rườm ra tại vì nó có một cái kiểu đề quy đúng không từ a và tới b rồi có thể tới bằng a bắt đầu lại từ đầu như vậy bây giờ đối với những cái trường hợp kiểu này đó thì cái thao tác đầu tiên đó là chúng ta cần phải đưa về một cái trường hợp là một cái đường đi duy nhất thôi tức là thầy chỉ muốn xác định là một cái đường đi duy nhất từ a tới b thôi à thì mình có thể thay thế nó bằng cái gì không ví dụ mình có thể thay thế nó bằng cái a b rồi a mình có thể thay thế nó bằng một cái đường đi tương ứng đó là a rồi ba đúng không kiểm tra được không có gì khó đúng không nắm bắt được đúng không à, ví dụ đây chúng ta có đi từ a thì có thể đi theo cái vòng tương ứng a b lặp lại a đúng không và tới b đúng không và bây giờ tiếp theo bây giờ thầy muốn các bạn thao tác đó là mình thêm một cái cái trường hợp nữa đó là cái 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 kết trạng của mình nằm đâu ví dụ như kết trạng của thầy nằm cả hai cái á, thì đều ok hết à thì cả hai thằng này đều không có gì xảy ra hết giống nhau hết những thằng này đều tương đương với nhau đều tương đương với nhau hết các bạn có thể kiểm tra à và hai thằng này đều có cái công thức chung tương ứng đó, đó là a b sao đó là các bạn có thể kiểm tra được đúng không còn nếu các bạn muốn, muốn xác định cái này ví dụ như là thì thằng này sẽ là epsilon nè thằng này tới b thì chúng ta sẽ có a rồi rồi, rồi, rồi kết trạng đúng không đó. rồi kết trạng rồi chúng ta sẽ có cái gì à, rồi tiếp tục b rồi a b a b a theo cái vòng tương ứng à thì các bạn có thể kiểm chứng cái gì đó thì đó là cái 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 cái, cái trường hợp hai 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 cái đều kết trạng hết còn nếu một cái một cái đó là a thì sao có một cái a thì cái này cũng ok à, có một cái a thì chúng ta có thể chuyển đổi tương ứng hàng này tương đương à, có nghĩa là sao chúng ta sẽ ra đó là gì epsilon cộng với lại ab sao đó à, ab nè À, rồi uh, gì AB rồi uh, AB sao đó. Thì có nghĩa là chúng ta gom lại nó sẽ là AB sao đó. Các bạn nắm bắt ha. Thì phần này thì có giải thích trong cái cái buổi uh, ca trước đó thì coi video buổi ca trước thì chúng ta cũng có thể nắm bắt được. Rồi. Hoặc là cái trường hợp nếu mà cái kết trạng của mình nó là B thì sao? Thì chúng ta có thể ra cái thằng này hay không? Cũng ok, không vấn đề gì hết. À nó tương đương luôn. à hoặc là nó có thể tương đương cái thằng này luôn hay không nếu kết trạng ngay tại B thì cũng vấn đề gì hết tương đương luôn à thì các bạn có thể phân tích ngay kiểu đó thì cái mà thầy đang muốn muốn các bạn đó là chúng ta phân tích những cái kiểu tương ứng từ một cái thằng phức tạp chuyển thành những cái gì đơn giản nhất có thể làm được nó đơn giản như này đó là một thay một chiều hướng và cái việc mình xây dựng cái, cái 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 regulation của thằng này tương đối nhẹ nhàng đúng không rồi à. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta làm. Rồi tiếp theo. Cái mục tiêu tiếp theo thì muốn các bạn nắm bắt đó, đó là cái gì? Đưa cái thằng ban đầu về một cái trường hợp mà nó đơn giản nhất có thể. Trong cái... Uh, trong một cái Automate. À, thì nó chỉ có initio và có Final Step thôi. À, ví dụ nha. Giả sử thì lấy cái bài thì uh, thầy đang phân tích các bạn uh, hồi nãy đó. <laughs> cái bài uh, số uh, trong cái, cái tài liệu đó. Trong cái bài trách uh, nghiệm á, như thầy có cái bài này. À, thầy copy thì dán ở đây cho nó dễ nhìn ha. À, ở đây chúng ta có cái cái hình của bài này. Thì các bạn thấy á, là nhìn vào trong cái cái hình này mình thấy là mình có cái 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 cái, 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 cái nốt đó là nốt số 2. Đúng không? Cái nốt số 2 là nốt trung gian như vậy mục tiêu của thầy đó là các bạn sẽ nắm bắt đó là mình phải bỏ những cái nối trung gian này đi tại vì nó Nó không có quan trọng à, dĩ nhiên nó cũng quan trọng trong hướng đi nhưng mà mình đang xây dựng cái regular expression do đó mình có thể bỏ được những thằng này mà nó không ảnh hưởng lên cái, cái việc hình thành string của chúng ta tại vì chúng ta có thể bỏ nó bằng chúng ta xây dựng một cái compound expression mà ví dụ là thầy bỏ nó à thầy ghi lại à thầy ghi lại à ví dụ đây là một đúng không như vậy bỏ nó trước đi những cái thằng nào mà liên quan nó không phải là cái cái final state hoặc là không phải là initial state đó, thì, thì bỏ nó à, ví dụ đây thì thầy thầy bỏ thành thầy thay bằng một cái đường đi tương ứng nó sẽ là a cộng với lại b b sau a thì thằng này cũng không gì khó đúng không đây chúng ta có cái hướng đi tương ứng nó là từ a xuống đây à, và tiếp tục cái hướng đi khác à, hai hướng đi cộng lại đúng không hướng đi thứ nhất qua cái lốp b sau b rồi A Đó thì như vậy các bạn thấy là thì đã đã xây dựng một cái automat đơn giản hơn chỉ gồm có initial state và final state thôi đúng không rồi tiếp tục các bạn thấy là nó chưa đơn giản nữa đúng không nó chưa đơn giản nữa tại vì nó lại có thêm một cái, cái cái cái, vòng ở đây nó lại có một cái, cái vòng ở đây mà hồi nãy các bạn thấy là cái thầy đã hướng dẫn các bạn là từ cái thằng a tới thằng b theo cái vòng đó thì mình có thể thay thế bằng cái gì thay thế bằng cái gì à và đây nó là kết trạng tương ứng nữa thì nó lại dễ hơn nữa do đó thì có thể thay tương ứng thằng này nè à, bằng một hướng đi duy nhất thôi à, ví dụ đây là a thì giữ cái hướng đi duy nhất là a này à, thì thay bằng thế bằng cái vòng tương ứng đó là ba không khác biệt gì hết à, và dĩ nhiên ta kết trạng hàng nãy à, ví dụ như cái thằng này nè nếu mà biểu diễn tương ứng lại đó <laughs> các bạn có thể xác định được cái automatic cũng không vấn đề gì đâu hai này tương đương kiểm tra đi ha. khác gì đâu ha các bạn nắm bắt được thì trong cái phần liên quan ở đây đó thì sẽ biến, biến đổi cái thằng này về cái kiểu đó do đó thì sẽ bị diễn lại đó là từ uh, từ 0 tới b tới một rồi bây giờ tới 3 nè tới 3 đúng không bây giờ thì thay tương ứng bằng cái lốp tương ứng của cái thằng số 1 này à, thì lốt thứ một này thì thay đó là a cộng b b sao a rồi nhân với a thì tới cái hướng này thì nó chỉ theo một cái hướng tương ứng là a thôi à thì các bạn thấy tới đây nó dễ hơn rất là nhiều đúng không hình dung được đúng không à như vậy chúng ta có được cái kiểu tương ứng là nó chỉ đi một chiều thôi đi một chiều thôi cái kiểu đó à. nhưng mà nếu là lại dễ hơn cho cái việc mình xác định còn cái vòng ha thì các bạn có thể thay thế nó bằng cái cái pháp phép tính sao đó cụ thể tương ứng là chúng ta lại có nhiều cái trường hợp thêm thì các bạn có thể phân tích thêm ví dụ giả sử đây có một cái vòng là b bây giờ giữa ví dụ là c đi thì chúng ta sẽ biểu diễn tương ứng nó sẽ là cái gì mình có thể đi từ a mà tới b theo cái kiểu đó là a sao c b sao được không vẫn ok đúng không nếu mà cái kết trạng của mình nó nằm ngay trong b đúng không nó cứ chạy cái thằng b đó thì đó là cái mà chúng ta phân tích Đã, và mình làm thì bây giờ quay về cái cái vấn đề đây nữa lại tiếp tục mình trường hợp này chúng ta lại cần có thể làm nhỏ hơn được nữa hay không ví dụ lại mình có một cái vòng tương ứng là gì có ví dụ một cái nốt và nó đi theo cái kiểu đó là ít là x đi tới cái nốt một và từ cái nốt một nó tới nốt hai theo y và y nó lại có cái thằng z bên đây ví dụ vậy thì như vậy cái chỗ này ví dụ giả sử đây là kết trạng đi tức là thầy đã giảm bớt những cái nốt rồi ha và tới đây thì không có thể giảm bớt được nữa thì tới đây thì, 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 dừng rồi và giả sử tới đây dừng nó có cái kiểu tam giác kiểu này nè nó cái vòng kiểu này luôn à cái thằng này nó là quy không nha là số không nha tức là nó không phải là kết trạng nha này không phải là kết trạng ha cái thằng thằng này nó không phải là kết trạng đó thì chúng ta sẽ làm sao thì cái thao tác chúng ta sẽ làm đó là cái gì một cái vòng mình có thể thay thế như vậy thằng này thì có thể chuyển đổi thành một cái automat này tương đương không mà chỉ theo một chiều không có thể luôn ví dụ đây là cái nốt không à nó tới cái thằng nốt một đúng không và sau đó tới y và tới z nó quay lại chính nó đúng không nhưng mà nó đã hình thành nên nó đi một vòng rồi nó đi một vòng á do đó ở đây á, thì biểu diễn nó dưới dạng đó là một cái 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 cái, cái lốp đó là x y và và z như vậy tới đây á muốn tới một á, kết trạng á thì đi theo x thôi và muốn tới cái thằng hai kết trạng á thì nó chỉ tới đi theo y thôi và thì không cần phải ghi thêm cái cái đường này là đường z nữa có cũng được mà cũng không có cũng không vấn đề gì tại vì nó lặp lại nó nằm trong cái lốp này rồi Dùng đường chỗ đó ha cái phần đó liên quan đó thì các bạn thấy em kiểu hôm nay đó thì chảy ra mà hình thành nên cái vòng tương ứng của này nhưng mà tới đây chúng ta hình thành nên cái cái automat cũng tương đối nhẹ nhàng đó là chúng ta sẽ có x y z sao nếu mà kết dạng ngay tại 1 đúng không kết dạng ngay tại số 1 đó thì chúng ta sẽ có x nếu mà kết dạng ngay tại số 2 đó thì chúng ta sẽ có x y tại vì chúng ta phải đi từ initial tới cái thằng y đó thằng này có sao ấy, thì có thể là có nó cũng được mà không có nó cũng không sao hết nếu mà đi theo nhiều vòng thì chắc chắn cái số lượng chúng ta sẽ tăng lên thôi ok nắm bắt được đúng không à, thì đó là cái cái vấn đề mà chúng ta nắm bắt đó là chúng ta những cái mà tương đương thì chúng ta biểu diễn tương ứng nó theo kiểu initial state và final state à tóm gọn lại cái cái vấn đề liên quan về cái cái trường hợp những cái bài khó tương ứng trong cái file này hướng dẫn các bạn nó chính là những cái kiểu như thế này thôi à có thời gian các bạn phân tích kỹ càng hơn rồi bây giờ quay về cái uh, cái phần uh, bài tập đi à, thì đặc trưng tương ứng đó thì chỉ diễn diễn đạt những cái ý tương ứng như vậy thôi ha các bạn có các bạn nắm bắt à, và Và làm chi tiết tương ứng với từng bài à, và thể gửi các bạn cái đáp án các bạn chắc tương ứng những cái bài này rồi bây giờ quay về cái cái bài này đi ha à, bây giờ thì giảng thì theo cái kiểu tương ứng như cái bài sung giống như câu số 7 nè tại cái phương pháp đó đúng không như vậy theo cái bài số 7 đó thì thầy sẽ làm đó là thầy sẽ biểu diễn lại theo một cái um, cái automat tương đương với sử dụng cái compound expression à, thầy sẽ biểu diễn tương ứng đầu tiên thì sẽ bị vẽ lại cái cái a sao đó a sao b đúng không rồi cái nốt hai thầy sẽ bỏ à, cái nốt hai thầy sẽ bỏ và từ cái nốt 1 tới nốt 3 đó nó có cái vòng đúng không do đó thì chỉ ghi một cái đường đi từ 1 tới 3 thôi nó còn lại giữ cái đường đi này một đường đi duy nhất là tới a thôi nhưng mà nó sẽ hình thành nên một cái vòng đâu hả? một đường đi duy nhất à? nó phải là a cộng với lại b b sao chứ a chứ tại mình có hai đường đi luôn mà đó đó rồi nhưng mà nó lại từ 1 tới 3 rồi có 3 tới 1 á do đó hình thành nên một cái vòng tương ứng à thì vòng này sẽ là b à, vòng nó sẽ là a cộng b b sao a này tức là cái vòng cái hướng tương ứng của này đi ngược lại đúng không cái hướng này tức là gộp giữa a và b sao b a đó à, rồi nhân với lại a đúng không đó các bạn thấy thì đã gom lại tương ứng thành cái cái kiểu này rồi thì những cái kiểu tương ứng như những cái bài mà yếu điểm cái direction này đó thì nó sẽ dựa trên cái ý tưởng như vậy thôi dựa trên ý tưởng đó là mình gom lại từng cái từng cái một và nó dở thành một cái đường đơn giản nhất có thể đó là trong cái automat của mình nó có thể chứa cái compound direction nhưng mà nó chỉ chứa cái final state và chứa initial state thôi à thì chúng ta có thể nắm bắt được phải không? rồi bây giờ tương ứng ha thì à, giả sử nha. Giả sử à, thầy muốn thay cái lốp luôn, à, thay cái lốp đó thành một cái cái đơn giản luôn. Thì có thể thay như thế nào? Thì có thể thay tương ứng thằng này sẽ là a sao b và thầy gộp vô luôn đây luôn. Gộp cái lốp vô đây luôn. Thì các bạn có thể chứng minh được ha, có thể chứng minh không có gì khó đâu. Thành sao tới cái thằng à, nốt à, tới cái thằng nốt 1 nè và từ cái nốt 1 chúng ta sẽ tới cái nốt 3 theo cái mang theo cái thông tin này và từ nốt 3 chúng ta sẽ có cái thằng AB đúng không AB ở đây đó à, thì như vậy tới đây các bạn thấy đơn giản rất là nhiều đúng không à, thì bây giờ giả sử nếu mà thầy đặt cái cái biểu diễn đi từ 0 tới 1 á nó là x đi và bị đi từ 1 tới 3 đi thì nó là y đi thì thì tương ứng từ từ 3 tới 1 thì vẫn là AB nó đơn giản gọi đặt gì hết à, nhưng mà tới đây các bạn thấy nó ra cái dạng giống như cái hình tam giác mà thì phân tích các bạn hồi hồi nãy à khi mà tới hình tam giác này chúng ta có thể biểu diễn ra cái dạng gì đơn giản nữa hay không thì chúng ta có thể biểu diễn tương ứng nó sẽ là cái kiểu không này nó có một cái lốt tương ứng nào đó à, nó có dạng đó là x y và nhân với lại ab đúng không rồi tới x thì mang theo x thì tới số 1 và mang thông tin y thì tới số số 3. Và bây giờ mình có thể biểu diễn tương ứng cái regular expression của thằng này đó là gì? Cái lốp thì chúng ta sẽ là sao? À, và kết trạng đúng không? Kết trạng có thể là từ 1 có nghĩa là x. À, có thể kết trạng ngay tại 3 thì đó là xy. À, thì tới đây chúng ta ra được cái regular expression thì đó là cái ý chung tương ứng của những dạng bài nó ra trong cái phần liên quan tới automat kiểu này các bạn nhớ hồi đó các bạn làm à. thì bây giờ nhìn vào trong cái câu số 7 đó thì đáp án thu được á nó chính là cái đáp án án đề á <laughs> các bạn thấy đây chính là cái x của mình nó chính là thằng này đây chính là x y á chính là thằng này đúng không đây chính là y và ab thôi đây chúng ta có x y nè ab à, như vậy cái regular của nó là cái gì à, như vậy con thấy biểu diễn của nó thì nó khác với lại biểu diễn của thầy thôi biểu diễn của nó là này đúng không đây nhưng mà nó khác với lại của thầy nó là cái gì biểu diễn của thầy nó ghi nó là x nhân y rồi a cộng b tất cả sao rồi x cộng cho x y thì thực ra hai cái này nó như nhau thôi nó khác gì hết à, ví dụ thầy nhân phân phối vào đi thì nhân phân phối vào. Thì sẽ ra bên uh, cái ý cái, cái đại dụng thứ nhất nè. X nhân Y rồi A cộng B. Tất cả sao. X. Rồi cộng với lại thằng đó luôn. A cộng B sao luôn. X Y. Thì tới đây chúng ta sử dụng cái tính chất đó là X Y. Tất cả sao nè. Rồi nhân với X đó. Thì nó. Nó bằng với lại X Y. X tất cả sao. À, do đó các bạn sử dụng ra thì chắc chắn các bạn ra cái kết quả tương ứng là cái thằng này thôi đúng không sử dụng cái thằng đó nào thì chúng ta ăn này do đó đáp án thu được cái thằng này đó là đáp án d có thời gian làm chi tiết hơn ha và phân tích kỹ càng hơn tương ứng những cái mà thầy nói các bạn thì câu số uh, số số 7 đó thì uh, mục tiêu hướng tới là các bạn nắm bắt được cái, 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 giải thuật để mình mình gom lại những trường hợp đơn giản rồi những cái câu hỏi mà liên quan tới minimize gì đó thì đã ôn các bạn rồi có thời gian mình làm ok ha những cái hỏi lý thuyết này thì các bạn có thể chắc cũng không vấn đề gì chứng minh những cái thời tương đương ha thì có thời gian mình cũng làm đi không có gì khó hết những cái câu này thì tốn thời gian mình, mình coi lại lý thuyết mình nắm bắt thôi mình chắc cái, cái cái automat tương đương hoặc là chắc những regular tương đương thôi mà nếu mà chúng ta tìm ra một phản ví dụ thì chúng ta chứng minh nó không tương đương rồi câu số 13 à, cũng y chang như vậy ha là xác định một cái biểu thức chính quy với lại một cái automat nó có tương đương với nhau hay không à, thì có thể không đúng thì xác định rồi câu số 14 cái phương pháp sử dụng để xác định tương tính chất tương đương của hai cái automat à, thì hai automat muốn chứng minh được tương đương á. À, thì chắc chắn cái cái việc mà so sánh hai cái số cái cái, cái số lượng nốt đó thì chắc chắn nó bị bị sai rồi đúng không à, chúng ta phải so sánh cái bảng transition à, với cái, cái minimize DFA à, minimize cái DFA à, à. còn cái câu C chắc chắn nó cũng sai luôn rồi xác định tất cả những trường hợp trong cái transition của FA rồi à, trong hai cái table FA rồi hai cái thay vô FA thì nhiều khi nó khác nhưng mà nhưng mà nó biểu diễn tương đương đó. chắc chắn là chúng ta sẽ xác định không được cái cái trường hợp này à. rồi câu số câu D này cũng sai luôn thì có nghĩa là từ hai cái cái FA các bạn chuyển đổi thành cái regular direction tương đương với nó chuyển đổi rồi regular direction tương đương với nó à. rồi sau đó check hàng này có tương đương với nhau hay không? À thì chưa chắc, à, thì chúng ta phải thêm cái bước đó là mình chắc cái thằng này thì mình, mình mới xác định được, à, à, tức là các bạn chắc tương ứng hai thằng này nó có giống nhau hay không á, thì chưa đủ là mình phải chắc cái tính tương đương, ở đây á, thì cái, cái câu này á, nó chỉ dừng lại đó là mình chắc cái regular regression tương đương của cái finite automata ban đầu thôi, à. Còn nếu mà chính xác hơn là các bạn ghi thêm một cái thao tác đó là check uh, the equivalence, uh, ví dụ thầy ghi đó là equivalent property of uh, two equivalent regular direction nữa. Uh, tức là mình check hai thằng này về tính liên tính tính tương đương của nó nữa thì ok. Đó. Nhưng mà đối với cái phần này thì chúng ta chỉ cần check cái phần mà dễ dàng nhất thì thông thường á các bạn nếu nếu thì với một cái um, regular thì chúng ta có thể biểu diễn ra rất là nhiều cái cái automata khác nhau đúng không và từ cái đâu những cái automata khác nhau thì chúng ta có thể uh, đơn định hóa uh, nó và cũng ra nhiều cái đơn định hóa khác nhau mình có thể đặt tương ứng nào đó thì chắc chắn chúng ta chỉ có một cái thằng tối ưu đó chính là cái thằng min DFA này thôi à do đó những cái gì tương đương đều có thể quy về cái thằng min này để mình check à đó. rồi câu số 15 câu số 15 thì nó giống như cái ý tưởng mà thầy nói các bạn hồi nãy đúng không giống y chang ý tưởng mà thầy nói với bạn hồi nãy đó là mình biểu diễn với thuốc chính quy à, thì bây giờ thì làm cái thao tác thêm một lần nữa các bạn chú ý nha à, đâu thì đầu tiên đó là cái initial state thì giữ lại à, thì giữ những cái final state đúng không những cái state nào trung gian đó thì thầy sẽ bỏ à, Thầy sẽ bỏ Và những cái nào mà nó có globe Hoặc có những cái nào mà nó có cái tính tích với nhau Thì thầy gom lại luôn à, Ví dụ đây thầy gom cái cái thằng A sao B Thì tức là thầy sử dụng cái tính chất tương ứng đó Đây là cái mà Đây là cái lốp Thầy biểu diễn tương đương À, nó sẽ ra cái biểu thức chính quy của nó đó là từ a tới cái thằng b kết trạng ngay tổ b này đó là a sao b a sao ok đúng không à thì kết trạng ngay thằng b mà à, thì chúng ta sẽ ra cái chuỗi đó là cái phần dễ dàng nhất à, còn những cái trường hợp mà mà, mà 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 khó khăn hơn thì các bạn nên phân tích giống như trong cái phần hồi nãy thầy đã đã hướng dẫn định hướng các bạn nghiên cứu thêm đó rồi thì tương ứng ở đây chúng ta có thằng này rồi tiếp tục bây giờ thầy bỏ cái thằng 2, thằng 3 đi thì chỉ có một cái đường đi tới 4 thôi đúng không? Thầy 4 là là final state gì đó thì giữ lại. À, do đó thằng này chúng ta sẽ có nó là B sao rồi A, B sao A. Đúng không? Rồi tiếp tục thằng này nó lại có cái cái hướng đi tới 5. Như vậy 5 đó là in meteor state. Uh, 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 rồi là inter, intermediate state do đó thì thì bỏ luôn thì đi từ một cái đường từ 4 tới 4 tới không luôn À, do đó thì có đó là a cộng epsilon nhân với b ha. Lưu ý phải là a cộng epsilon nhân với b chứ không phải là b nhân với lại a cộng epsilon ha. Thì này thì sẽ thay nó bằng a cộng a nhân b cộng b thôi. Được không? Thế là các bạn thấy nó quay về cái cái vấn đề mà thầy đặt ra. Ví dụ thầy đặt là x đi. Này là y đi. thằng này là a cộng ab cộng b đi thì nó sẽ quay về cái vòng giống hồi nãy. <laughs> thì các bạn thấy kết quả tương ứng của những này nó đều có dạng chung tương ứng à, đó là cái kiểu cái vòng đó à, do đó cái đáp án tương ứng chúng ta sẽ xây dựng nếu thì làm cái này các bạn chắc sẽ đáp án A ha còn nếu mà có thời gian nữa các bạn chắc thêm những cái thằng này coi nó có đính đúng hay không ha nhiều khi thì chắc xong kỹ không hết rồi à. cái câu số 16 á thì uh, nó nằm trong cái bài học của chúng ta rồi thì đáp án thu được nó chính là đáp án B đáp án B được wow. không? Câu số 17. Câu số 17 thì chắc cái string thôi, thì cái phần này các bạn tự giải quyết được đúng không? Chắc cái string thôi. Đó, do đó cũng không có gì khó à, chắc cái string. Thầy ơi, câu 15 hồi nãy uh, em hiểu cái cái lúc mà ra cái cái vòng hả nhưng mà cái kết quả là tại sao nó ghi vậy này? Cái kết quả hả? Dạ cái câu a z bằng x uh, y gì đó. À, tại sao nó ghi vậy mà nó không ghi cái vòng không ghi cái gì em em hiểu cái bước mà thầy làm ra được cái vòng x y rồi thầy rút gọn cái cái này thành ba cái điểm đó nó 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 là rút gọn lại nhưng mà tại sao kết quả là nó ghi như vậy thì cái, cái kết quả nó nó làm cho mình rối hơn thôi à làm cho rối hơn, hơn thôi à, em như không hiểu kết quả nó là nó sao để mình biết mình chọn cái kết quả đó cái kết quả này hả thì bốn cái kết quả đều giống nhau nè em thấy bốn cái thằng z đều giống nhau đúng không dạ vâng nhưng mà cái thằng ít và thằng y đặt khác nhau đúng không à dạ x à, ít y đặt khác nhau là mình à. chỉ dựa vào y thôi đúng rồi. bây giờ nếu mà thầy muốn xác định cái r đúng cái z đúng không không dạ muốn thầy à. chắc sẽ z luôn phải không rồi thầy chắc luôn nè <laughs> thì tương ứng hồi nãy thì nói các bạn đó là từ không mà thì giờ thì ra x đúng không tới số 1 và tới y à, tới tới số 4 theo đường y và tới thằng này đó là a b cộng b đúng không thì bây giờ thì sẽ làm lại thêm một cái automat khác đơn giản hơn là thầy ghi cái vòng này đó là vòng đó là x nhân y rồi a b cộng b ở đây chắc chắn cũng hiểu rồi đúng không coi lại nghe rồi tới số 1 rồi tới y rồi tới số 4 OK, hả? Tới đây được đúng không? Dạ vâng Rồi Thì bây giờ tương ứng Bây giờ thì biểu diễn này nè Nó sẽ lại nó thành thành nó là A, B, cộng B Rồi sao đúng không? Cái vòng người đó là sao thôi Rồi kết trạng ngay tại X hay là kết trạng ngay tại XY đúng không? Như vậy thì ra được cái biểu diễn Của cái regular Của cái hình này ok đúng không em? Rõ không? À dạ ok Rồi tới đây thì nhân phân phối cho thôi Nhân phân phối không? nhân phân phối vô thì nó sẽ có là xy nè ab cộng b rồi sao đúng không rồi nhân x nhân x rồi bên đây chúng ta sẽ cộng nè y rồi ab là cộng b rồi sao nhân xy đúng không thì tới đây á thì chúng ta có cái công cái tính chất đó là y sao và nhân x thì có phải nó là x nhân y x sao không? Ok đúng không? Rõ cái chỗ này không? Cái này nó bắt được không? Cái này dạ, vâng. Ok. Rồi như vậy bây giờ thầy biểu diễn cái thằng uh, thằng đầu ra ok được không? màu xanh này. Cái thằng đầu. Cái thằng này nè, cái thằng màu xanh này nè. Rồi biểu diễn ra nó có phải là thầy ghi nó là y à, x chứ nhân y rồi nhân với lại ab cộng b rồi nhân x tất cả sao ok đúng không Thầy với tính chất ở trên nè được không dạ được rồi à, cái thằng thứ hai cũng y chang đúng không thầy sẽ đưa x y ra ngoài thay bằng ab b cộng b rồi xy ở trong bên đây có giống không à dạ dạ vâng ok đúng không rồi. Right. Dạ. À, như cái đề thì ghi sai đó là phải b nữa ha b này phải b mới chính xác thì các bạn nắm bắt cái ý tưởng như vậy thôi ha ok đúng không Để làm tương đối kỹ với các bạn đó các bạn có thời gian các bạn làm kỹ hơn xíu nữa rồi câu số 18 thì ok nè chỉ chắc cái uh, cái chuỗi thôi à, chỉ chắc cái chuỗi thôi câu số 18 thì chắc xem nó uh, tức um, là tìm cái phản ví dụ à đây bạn tìm phản ví dụ chứ các cái chuỗi tương ứng coi coi nó có thể xây dựng được cái thằng thứ nhất thằng thứ hai hay không thằng nào đó là phản ví dụ mình có thể phân biệt hai này nó không tương đương đó à, thì đáp án tôi được chính lần này ví dụ như là nhìn vào trong cái cái ô tô ma ban ban đầu á thì mình có cái gì à, a nếu mà thầy lấy cái cái phản ví dụ cô d nè a thì bắt buộc phải theo hướng này rồi b bắt buộc phải theo hướng này rồi đúng không rồi b chắc chắn phải theo hướng này rồi rồi a a à, thì a, a thì các mình có thể theo cái hướng tương ứng và ghi màu màu khác đi ví dụ theo màu xanh à hoặc là a thì bắt buộc phải theo kiểu này rồi thì như vậy nó sẽ nằm ngay thằng b đúng không thằng b thì nó không phải là final state do đó cái chuỗi này nó sẽ không xây dựng dựa trên cái thằng một không có trong cái thằng một à hoặc là theo cái hướng khác à, nếu mà theo cái hướng này a rồi a nữa thì nó cũng nằm ngay tại thằng d thôi thằng d cũng là cũng là không phải là final state do đó nó cũng không xây dựng được trong cái thằng số 1 rồi bây giờ thằng số 2 thì sao cũng y chang như vậy thôi à, y chang là mình có a nè đúng không rồi bb đúng không bb hai lần rồi tiếp tục a a rồi a à, như vậy nó kết trạng ngay tại g với đó cái chuỗi này nó có hình thành do đó cái chuỗi này nó có trong cái thằng số 2 cái phần này thì chủ yếu là chúng ta kiểm tra những cái cái đường đi để xây dựng cái string thôi Giống như cái bài tập trước mà chúng ta kiểm tra cái tính uh, Mình gọi là, 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 là hợp lệ hay không của một cái chuỗi được accept xong qua cái finite automata hay không đó. Rồi tiếp theo cái câu số 19 này ha thì Cái phần trước thì đã phân tích các bạn rồi Thì nó sẽ là hai mũi n Đúng không à, Cứ nhớ thầy chuyên quan Và cái câu số 20 thì phải nhớ cái tính chất à, đó là mình có gì a cộng b sao thì nó tương đương logic với lại cái thằng a sao cộng b sao hoặc là a cộng b sao rồi b rồi sao gì đó một những cái trường hợp gì đó các bạn nhớ nghe nắm bắt những cái tính chất này đó. và nhớ những cái tính chất mà hồi nãy thì ghi các bạn đó nó hỏi những cái câu hỏi lý thuyết rồi các bạn chú ý đó nhiều khi chúng ta lại chắc tốn thời gian nhớ lầm nắm nắm bắt luôn, chất nghiệm nó có một cái 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 khuyết điểm đó là chúng ta phải nhớ nhiều đó. Nhưng mà càng nhớ nhiều chúng ta lại càng, càng tốt hơn, không vấn đề gì. Và chắc hiển nhiên chúng ta phải hiểu được và chúng ta phải phải phân tích được nhiều trường hợp nữa, không? Rồi, câu số 21. Câu số 21 thì bài toán nó đơn giản ha. Đó là chúng ta xây dựng thêm một cái chuỗi mà vị trí thứ nhất, vị trí thứ tư và vị trí cuối cùng nó là số 1 còn những chỗ khác thì chúng ta có thể là không hoặc một đúng không à, mà có thể xây dựng dựa trên cái 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 mát này thì các bạn có thể đếm thôi thì mình còn bốn chỗ trống thì cao lắm mình có 20 có có 16 trường hợp thôi à, có 16 trường hợp mà bây giờ chúng ta lại chia trường hợp ra ví dụ để hình thành nên cái mát này đó, thì bắt buộc các bạn phải trải qua cái cái nốt này và trải qua cái nốt này đúng không tức là phải đi theo cái đường đi này thì mới đi đi được hết tới cái cái kết thúc à, tức là bắt buộc các bạn phải đi qua cái hướng này mình gọi là những cái hướng tiên quyết những cái hướng men main, uh, main street à, tức là cái đường đi chính mà chúng ta phải chạy qua đó à, mà bỏ nó đi thì chắc chắn chúng ta sẽ không thành thành được cái chuỗi đó là cái kiến thức mà các bạn học trong cái phần lý thuyết đồ thị đúng không à, tức là bỏ nó đi thì sẽ không liên thông à, à, mình gọi là cái cái cầu á thì trong trường hợp này á, thì bắt buộc phải có cái không không thì như vậy không không mình có thể nằm đây hoặc có thể nằm đây à, như vậy mình phân trường hợp ra thì đáp án bài này các bạn có thể chắc xa đáp án là chính là cái câu số câu c các bạn có thời gian các bạn làm chi tiết hơn ha rồi à, câu số 22 mươi Câu số 22 á, thì thầy mục tiêu thầy đưa cái bài này vào trong cái bài ôn của thầy đó để thầy hướng tới các bạn những cái cái vấn đề và cái mối quan hệ của những automat với nhau. À, mối quan hệ của những automat với nhau. Nếu mà mình thay đổi cái tính chất của cái state thì nó sẽ xây dựng được những cái chuỗi gì hay không, những cái mối quan hệ của những cái chuỗi như thế nào với nhau. À, thì um, cái bài này thầy muốn mở rộng ra cái trường hợp đơn giản à, cái, không phải là mở rộng mà trường hợp, rút ngắn bớt cái trường hợp rút ngắn bớt cái độ phức tạp của nó. Thì cái NFA thì các bạn biết được là nó có thể đi tới những trạng thái khác à với cùng một cái transition đúng không? À nhưng mà DFA thì khác. Bây giờ giả sử thì um, thầy tập trung vào cái trường hợp đơn giản nhất đó là DFA điểm A thì các bạn biết được nó là cái mù, nó có một đường đi một đường đi nó sẽ duy nhất đúng không hay nếu cách khác á là một cái string nó được tạo nó được accept bởi cái finite automata đó thì cái string đó nó được tạo một đường đi duy nhất mình dùng được ha tại vì cái đường đi duy nhất mà mỗi cái từ nó chỉ theo một cái, cái đi duy nhất mà đó do đó cái liên quan tới DB. à thì bây giờ giả sử thầy có một cái tính có một cái vấn đề đó là thầy muốn đổi chỗ đổi vai trò giữa final state thành nên final state thành final state và ngược lại. À, ví dụ đối với cái trường hợp ban đầu thì có cái L 1 thì có cái ngôn ngữ L 1 và với cái trường hợp thứ hai sau khi đổi chỗ qua lại về cái final state và nên final state đó, thì ra được cái ngôn ngữ thứ hai. Thì hai cái ngôn ngữ này như thế nào với nhau trong trường hợp DFA? Thì nếu mà trong trường hợp DFA á thì hai thằng này hợp lại nó trở thành cái tất cả các chuỗi luôn à, mình gọi là sigma sao và hiển nhiên hai này nó sẽ không có phần tử chung à không có phần tử chung liên quan tới DFA thôi à. thì mới có được cái phần đó các bạn có thể chứng minh nếu có thời gian à, các bạn có thể chứng minh nếu có thời gian rồi nhưng mà đối với bài này thì thầy muốn cho bài này vào để để nó, để nó không có đơn giản như vậy à, thì bắt buộc chúng ta phải làm chúng ta phải làm ra à, ví dụ bài này thì mình phải bắt buộc cũng phải đổi tức là từ nên FA thì phần nên final state thì thành final state thôi và ngược lại thì chúng ta sẽ tìm ra cái kết quả tương ứng à tìm ra cái kết quả tương ứng à nó sẽ lại gì trong bốn đáp án À, trong bốn đáp án đó thì các bạn thấy ở đây đó là khi mà thầy chuyển từ nên final state sang final state và ngược lại thì thì ra được cái cái thằng này đúng không ra cái biểu đồ bên tay phải là cái cái final state bên tay phải thì cái này cũng khá là đơn giản các bạn có thể tìm ra được theo những cái tính chất mình thì nói các bạn hồi nãy à, thì dễ dàng thầy có thể biểu diễn được à, có thể biểu diễn được ngay cái thằng này nó có nằm trong cái bốn đáp án hay không cái đáp án thứ nhất á à, Thì sao Thì chắc chắn nó không đúng rồi Tại sao nó không đúng <laughs> Tại vì nó có phần chung hay không à, Nó có thể có phần chung hay không Có phần chung nó chính là cái chuỗi số 1 Cái chuỗi số 1 à, Cái chuỗi số 1 là cái phần chung à, Đó chính là cái mà chúng ta đang xét à tại vì tương ứng cái l1 nó bằng 0,1 sao mà trừ cho l thì chắc chắn hàng này nó không có phần chung rồi à, mà thằng chung trong hai cái đồ thị hai cái finish automata này nó là một có thể tạo ra được cái chuỗi một mà à còn cái thằng này nó sai cái l1 nó là con với l thì nó sai rồi thằng này nó là l nghe thằng này nó là 1 nghe cái thằng l1 thì nó có cái epsilon trong đó nhưng mà thằng l2 thì không có À, cái thằng thằng l thì nó không có à, cái epsilon nó không thuộc này cái chuỗi này nó không được tạo thành bởi cái ngôn ngữ l trong cái automata này do à, đó cái 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 cái, cái l một nó là con của l thì cũng là sai luôn rồi và hiển nhiên nó cũng không bằng rồi nó bán c nó sai luôn rồi ba đáp án này sai hết thì chắc chắn đáp án là d đúng không nhưng mà tại sao cái l một nó là không một sao thì các bạn hiểu được những cái mà thầy phân tích các bạn trong cái phần trước đó thì chắc chắn các bạn tìm ra regular regression thằng này nó không gì khó hết thằng này sẽ là 0,1 một rồi không một sao đúng không đó thì tới đây chúng ta sẽ ra là không cộng một tất cả sao thôi đúng không dễ dàng đúng không đó. tức là thì đang sử dụng cái cái tính chất này nè đó. sử dụng cái tính chất này đó đó cái thằng này thì lúc nào nó cũng có có ít nhất là một ký tự a đúng không mà thêm cái chuỗi rỗng nữa thì chúng ta sẽ ra là a sao thôi à, như đó là cái này chúng ta có được kết quả là không một sao rồi có thời gian làm chi tiết hơn bài số 23 thì bài này thì các bạn có thể chắc được dễ dàng à, đáp án thu được á, thì đáp án đó là bán a các bạn có thể sử dụng cái phương án loại trừ hoặc là sử làm ngay cái đáp án c thì là sai rồi tại vì sao ví dụ thì lấy cái chuỗi đó là chuỗi không không đi thì chắc chắn cái số lượng số lượng bit không là hai là chẵn rồi nó vẫn được xây dựng dựa trên cái automata này đúng không rồi đáp án b nó cũng sai luôn à, ví dụ thì cho cái chuỗi đó là một 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 rồi một rồi thêm một vòng nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ có một mũ sáu đúng không một mũ sáu thì Thì nó là Là, là, là chẳng rồi Nhưng mà trong trường hợp mới lẻ Thì chắc chắn nó sai rồi Đó Rồi Nó chia hết cho hai thì Chắc chắn cũng sai Ví dụ thì lấy một 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 đi Thì nó thuộc cái thằng này đó Nó không chia hết cho hai Đáp án này nó sai Đáp án thu được chính là đáp án A đó Rồi tiếp theo câu số 24 nè Câu số 24 Thì đáp án thu được chính là đáp án B Các bạn có thời gian Các bạn chắc xuống không có gì khó đâu cái L1 của mình đó nó là rỗng đúng không à, như vậy L2 á nó là tập hợp à, à, có phần tử A như vậy bây giờ thầy lấy L1 thầy tích nối với lại L2 sao L1 là rỗng mà nối với bất kỳ những cái string nào đó thì chắc chắn chúng ta sẽ ra là rỗng rồi lưu ý ở đây là rỗng là cái tập hợp nha và đang sử dụng tích tương ứng là đề cạc và sử dụng cái tích đề cạt mình gọi là tích đề cạc mình gọi là nó đang tích đề cạc cũng không vấn đề gì hết mà mình sử dụng cái phép tích này là tích nối của hai phần tử đó là ghép lại với nhau thôi đó. do đó cái chỗ này thì một cái cái chuỗi rỗng không phải là một chuỗi rỗng nữa mà là một cái tập hợp mà nó không chứa chuỗi nào nó không có cái chuỗi nào ha các bạn chú ý này thầy, thầy nói hơi bị nhầm lẫn tí xíu ha à cái tập hợp mà chứa chuỗi rỗng thì nó không phải là rỗng à cái rỗng này nè là nó không có cái chuỗi gì hết nó không có cái string nào đó à, là empty language à, à nó là một empty language tức là là một cái ngôn ngữ một cái tập hợp mà nó không có cái phần tử nào hết à, như vậy tập hợp mà không có phần tử nào mà các bạn tích với một tập hợp khác thì chắc chắn chúng ta sẽ ra một cái tập hợp không có phần tử nào hết đúng không? nha yeah, do đó nó là là rỗng nha à, do đó kết quả l một nhân l sao nó là rỗng rỗng mà hợp với là l một sao à, rỗng mà mà hợp với l một sao l một là rỗng mà l một là sao rỗng thì có nghĩa là gì à, chú ý ha thì có nghĩa là dư nhân của rỗng à, y chạy từ không tới vô cùng, mà các bạn chú ý rỗng mà 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 không á à, thì nó chính là tập hợp có chứa chuỗi rỗng trong đó. À, do đó chú ý nha. Do đó lần này á nó sẽ ra kết quả đó là epsilon. À, epsilon. thì đó kết quả thu được đó là rỗng mà mà hợp với lại cái 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 tập hợp chứa cái chuỗi rỗng epsilon trong đó thì nó là, là cái cái tập hợp chứa cái chuỗi epsilon trong đó. Thì cái phần đó các bạn tự nắm bắt được ha. Câu số 25. Câu số 25 dễ dàng đúng không? Thì theo cái automat thì thì ghi ra cái chuỗi ha. Thì có nghĩa là chúng ta có cái expression tương ứng của nó đó. À, tức là a nhưng a sao đúng không? à, thì như mà cái phần bù ha complement tức là 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 là, là sigma này rồi rồi cái epsilon này rồi đúng không? tức là nó thiếu cái, cái epsilon thì có nghĩa đó là mình đang cần tìm cái sigma sao trừ cho cái cái a, a sao này nè à, thì chúng ta sẽ ra kết quả nó là epsilon đúng không à. rồi tiếp theo câu số 26 mươi À, câu thứ 26 á, thì lại có một cái ý tưởng giống như cái mà thầy đã đề cập các bạn trong cái phần hồi nãy. À, câu hồi nãy. Đó là mình biểu diễn biểu thức chính quy. Biểu thức chính quy, các bạn thấy là những đáp án, những cái cái biểu thức chính quy ở trên nè. À, và nó có những cái automat ở dưới đúng không? Bây giờ mình sẽ mắt đó. À, tức là chúng ta sẽ sẽ nối, lựa chọn đúng cái vị trí tương ứng của từng cái với cái regular expression tương đương. Đúng không? Thì nếu các bạn làm quen Và các bạn nắm bắt được ý tưởng Thì đặt ra trong những phần trước đó, Thì đối với những dạng bài này Các bạn làm rất là nhanh Những cái kiểu này các bạn làm rất là nhanh à, Nhớ thầy cái tư duy đó là Giữ lại những initial state Và final state đúng không Và đưa về những cái automatic tương đương Vì đối với cái B này nè Thầy giữ là cái thằng đầu à, Và thầy giữ cái cuối Ví dụ đây thầy ghi đó là Q0 này là Q1 đi Thầy giữ quy không với lại quy một à mà nếu mà thì làm từ từ ra đó ha thì làm từ từ ra nghe à, nếu mà thầy vẫn giữ nguyên cái thằng thằng quy quy hai đi à đây là quy không ha thầy muốn giữ cái thằng quy hai và thầy muốn đơn giản cái chiều đi đi à, thầy có thể biểu diễn tương ứng cái thằng này đó là chiều không tới cái thằng quy hai cái lốp <laughs> cái lốp đây là không không và cái lốp ở đây á nó sẽ là 0, 1, sao 1 và tới cái thằng 0 nè Q, Q1 thì các bạn có thể nắm bắt được đúng không à, thì ghi lại cho nó rõ ràng ở bên mình, mình 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 phía ngoài này, chỗ này đi ha rồi ghi lại nha rồi đầu tiên nha đi từ Q0 nó kết trạng Q0 đúng không thay vì hồi nãy thì nói các bạn là chúng ta nhớ cái kiểu nó đi từ A tới B theo kiểu vòng thì mình có thể mình ghi cho nó này đơn giản hơn được hay không mình ghi theo kiểu đơn giản hay không mình ghi một cái vòng đá. ghi một cái vòng tương ứng mình thay thế nó đá. thì trong trường hợp mình thay thế bằng cái vòng tương ứng đó là không 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 ngay quy hai tại vì sao thì có thể quy ngay cái cái thằng quy hai thì ghi cái 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 lốp đó là không không ở đây tại vì mình có thể kết thúc ngay trong cái cái thằng bên đây à thì nếu mà cái vòng bên đây nó không có thì chúng ta cũng có thể kết thúc ngay cái thằng quy 1 một à ngay cái thằng quy một qua cái đường không đó được không thì đó là cái ý mà chúng ta sẽ sẽ xác định đó do đó bữa nay các bạn có thể check lại cái cái cái, cái tương đương của thầy à, theo những cái diễn đạt mà thầy làm trong cái phần trước đó thì cái lớp đầu tiên của quy hai đó là không nè và tiếp tục là không đúng không do đó thì sẽ có là không không cái lớp không không rồi tiếp tục cái lớp đó là quy không nè rồi tới cái 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 lớp của thằng thằng quy một tức là một sao rồi tiếp tục một đúng không do đó thì ghi cái lớp tương ứng đó là không một sao một thì thằng này đó thầy chỉ muốn thêm một cái hướng tương ứng thôi à cái hướng tương ứng thôi thì chúng ta sẽ ra cái thằng đó chính là à, quy quy một à, và kết trạng và theo hướng không nhưng mà bây giờ thì biểu diễn cái regular của nó là gì đầu tiên ha nó kết dạng ngay tại quy không thì chính là epsilon rồi thì tiếp tục đi theo cái hướng tương ứng là không nè cái lốp không không cộng không một sao một rồi cái lốp đúng không thì nó là sao rồi tiếp tục là không nè ở đây nó phải có cái lốp đúng không à, tiếp không thì tiếp tục là một rồi sao do đó chúng ta có được cái regression tương ứng uh, regular regression tương ứng của nó là thằng này à, thì đáp án thu được đó chúng ta sẽ có đó chính là B nó chính là cái cái thằng thứ nhất. Được không? Chính là thằng thứ nhất. Nó hơi 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 lằng nhằn và chúng ta phải nắm bắt được cái tư duy mà mà hồi nãy thầy ghi các bạn nó có thời gian các bạn nắm bắt những cái trường hợp đó. Rồi bây giờ cái quy thì sao? Cái quy thì các bạn thấy là chúng ta chỉ có một cái final state ở dưới đây thôi. Do đó thì sẽ bỏ tương ứng những cái final state đó, những cái cái cái, cái intermediate state đó những cái state nào mà chúng ta không cần quan tâm. À, à ví dụ ở đây thì à, thầy sẽ làm tương ứng Cái thằng này, quỳ à, này giữ lại đúng không? Và cái thằng này nếu thầy bỏ nè, à, nếu thầy bỏ đó thì sẽ hình thành nên cái, à, cái cái thằng này, cái vòng đó là một rồi không sau một đúng không? Ở đây nó lại có cái vòng nữa, do đó nếu thầy ghi thêm cái vòng đây á là vòng không không vô á thì cũng không có ảnh hưởng gì tại vì mình đã có cái vòng tương ứng nó đi từ gì từ cái cái thằng này nè từ cái quy một này nè tới thằng quy không và trở về về thằng quy một do đó thì thêm cái thằng cái lốp cái lốp không vô đây cũng không ảnh hưởng gì à, thì chắc chắn nó cũng ra tương đương thôi ở đây thì ép ép theo cái kiểu tương ứng đó tại vì thấy tương ứng từng đáp án này nè nó có thêm cái cái lốp ở trong này nè do đó thì thêm cái thằng không không vào thì sau đó thì biểu diễn tương ứng thằng này sẽ là gì kết dạng epsilon à, và tiếp tục nó đi theo cái hướng đó là 0. Được không không và tiếp tục qua cái lớp rồi tiếp tục như vậy qua cái lớp số 2 hoặc là cái lớp số 2 sao rồi tiếp tục cũng trả về cái kết quả tương ứng của thằng kết trạng, thì chúng ta ra được kết quả tương ứng à, thì đây chính là cái 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 đáp án 3 đúng không do đó đối với cái g nó chính là thằng 3 thằng b chính là một rồi có thời gian thì các bạn có thể chắc thêm cái thằng r với lại thằng thằng s thì theo cái cái, cái cái tính chất mà thầy mới nói các bạn ví dụ đối với thằng r thì thầy làm sao à với thằng r thì sẽ làm tương ứng à thầy qua một cái nốt này đi hoặc là các bạn có thể bỏ luôn cũng được thì chắc chắn nó cũng ra cái kết quả tương ứng nào đó nó cứ lốt như thầy nói các bạn đó à? à. thì, thì xác định tương ứng thằng này nó là cái gì à, qua này là không nè trả ngược lại là một nè như vậy chúng ta sẽ có cái cái lốp của thằng bên đây á sẽ là một không sao một và đây á, thì thấy cái đáp án uh, nó lại có thêm một cái lốp nữa do đó thì thêm cái lốp ở đây đó là cái gì một à, nè rồi trả về không đúng không đó là một không do đó cái kết quả thì được đó là epsilon cộng với lại 0, một không cộng một không sao một rồi tất cả sao rồi trả về cái cái trạng thái kết trạng của mình đó là một đó. thì đó là cái cái câu uh, r câu r thì các bạn thấy cái đáp án tôi được nó chính là đáp án hai đúng không ỷ nhiên cái đáp án s là đáp án số 4 nếu có thời gian chắc luôn cũng không sao hết thì những cái cái bốn cái s này nó giống cái ý giống như cái câu uh, cái thằng b thôi đó. giống thằng b đó, đó. ví dụ ở đây thì làm luôn cái chỗ này thì là b nè ừ. thầy sẽ biểu diễn theo một cái hướng đó là không nè qua cái thằng này thì chúng ta sẽ có cái lốp đó là một không, và thằng này sẽ có cái lớp đó là một không sao một, đúng không? và này đi tới một, tới cái thằng kết trạng này, cái lớp không, đúng không? do đó thì sẽ ghi đó là sigma nè cộng, rồi tiếp tục đi theo cái hướng là không nè, rồi một không cộng một không sao một tất cả sao, rồi kết trạng ngay tại cái thằng cuối là một nè rồi không sao do đó đáp án các bạn thấy đây chính là đáp án cuối đúng không đáp án số 4 đó, đáp án số 4 nè. chính xác luôn đó bốn số bốn à, thì có thời gian mình check kỹ hơn rồi câu số um, 27 á, thì uh, chỉ chủ yếu là các bạn sử dụng cái tính chất thì các bạn ra thôi à, ở đây mình có nguyên cái thằng này rồi lấy có nguyên cái thằng đó sao nữa đúng không? do đó thì rút gọn á. thì sẽ là một sao nè, rồi không một một sao tất cả tất cả sao đúng không? mà mình nhớ luôn mình nhớ luôn cái thằng này thì nó có cái dạng đó là x sao nhân y sao và tất cả sao gọi là x cộng y sao đúng không? x cộng y tất cả sao đúng không? đúng không? do đó kết quả thu được nó chính là nó bằng A. phải, à, nó bằng A đúng rồi đó. Cái đáp án này á, à, cái đáp án B này chưa đúng ha, nếu mình ghi thêm cái sau này thì ok. À. Rồi, cái đáp án này á thì để nó đúng á thì mới thêm cái dấu cái dấu cộng này mới đúng. Thay cái dấu nhân bằng dấu cộng. Rồi. Rồi câu số 28 ha. Câu số 28 á thì người ta hỏi các bạn cái gì? Có thể nói rằng một cái ngôn ngữ chính quy L trên cái bộ chữ cái gồm có chữ cái a là cái số lượng số lượng trạng thái nó thấp nhất là hai à, cái nào sau đây đúng như vậy bây giờ mình coi cái thằng cái chuỗi này là a mũ n ví dụ a là là lẻ như vậy bây giờ số trạng thái là hai số trạng thái là hai thì chắc chắn hàng này phải có cái sự kết nối tương ứng à, và cái chỉ có một cái chữ một cái ký tự là a thôi do đó nó phải truyền cái thông tin đó là a này rồi như vậy số thì lẻ lẻ thì bắt buộc chúng ta phải có là là một ba năm bảy đúng không tức là nó phải kết trạng ở chỗ này à, nó phải kết trạng ngay không nó không phải là initial state à, thằng này nó phải kết trạng không phải là initial state nào, không phải là khởi trạng và sau đó nó trả về à, nhưng mà tới đây thì chúng ta có ngay lẻ rồi đúng không còn nếu mà chẳng thì cũng có thể được được không cũng được luôn nếu mà chẳng thì chúng ta sẽ có cái cái thằng này đúng không chúng ta sẽ kết dạng ngay cái new test luôn này sẽ là ra được a mũi n Bên n chẳng đúng không do đó chúng ta sẽ có hai đáp án luôn đó là bán a và đáp án b thì nó chính là đáp án d đúng không chỉ là một trong hai trường hợp thôi trường hợp này hoặc trường hợp này rồi câu số 29 mươi à, ở đây thì cái bài toán mình tìm cái cực tiểu à, trong trường hợp đặc biệt đó là chuỗi có cái độ dài à, có cái số bit uh, bit không là lẻ số bit không là lẻ à, số bit không là lẻ thì không uh, là lẻ là ba sao đúng không ví dụ nếu thì biểu diễn tương ứng theo cái ngũ chính quy chúng ta sẽ là không không mũ ba sao À, như vậy bây giờ nếu mình sử dụng một set thì không không được rồi nó sẽ là chẳng rồi đúng không à, phải sử dụng hai mình thử sử dụng hai coi được không à, sử dụng hai thì bắt buộc chúng ta phải qua cái thằng này nó là, là là không nè à, vậy như nó sẽ kết trạng cái thằng này đúng không à, như vậy bây giờ nó sẽ là là ba thì chúng ta sẽ làm một cái vòng lại đúng không? ok vấn đề gì đó à, như vậy có 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 lẽ cái số không rồi bây giờ mình chen cái số 1 vào đây thì ok luôn vấn đề gì hết Bán thu được, nó đáp án tôi được với nó ăn b này à, thì các bạn làm nhiều bài kiểu này các bạn quen ha lên mạng nó sờ coi những cái bài tập liên quan về cái phần automat có thời gian mình nghiên cứu kỹ hàng hơn và nhiều hơn trường hợp rồi câu cuối cùng trong cái phần này ừ, thì bài này ấy, thì nhìn vào nó rối nhưng mà nó lại rất là dễ bài này nhìn vào nó rất rối và nó dễ nhìn vô thì nhìn thấy đáp án ngay đáp án a luôn tại vì tương ứng á mình đang xét cái 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 mình gọi là minimo DFA à, tức là từ cái thằng uh, ban đầu mình có thể biểu diễn ra một cái Automat nào mà tối ưu nhất có thể được hay không thì bây giờ mình nhìn thấy hai thằng này nó y chang với nhau à, à, như vậy tới đây mình có thể thay thế nó bằng một cái đường đi tương ứng tới thằng này đó tới đây là xong rồi nè cái thằng này nó chính là cái cái thằng quy quy này nữa à, chính là quy à đó nhưng mà chúng ta có được kết quả rồi còn không á thì giả sử như nó nếu nếu nó không nhìn ra đáp án thì mình có thể mình chắc mình đang làm trách nhiệm mà nếu mình làm theo kiểu như trong lý, thuyết mình làm theo phương pháp rồi tốn rất là nhiều thời gian rất là nhiều bước đúng không giờ mình chắc thì mình nhìn vào trong cái đáp án coi à, mình coi coi nói gì ví dụ thì chắc cái đáp án b giá đáp án b mình thấy đây nó xuất phát nó là AB tức là nó kết chạy ngay chỗ này luôn thì có nghĩa là cái chuỗi là chuỗi a và chuỗi b à, như vậy chúng ta có cái chuỗi b thì thằng này chắc chắn không thể nào mới ra cái chuỗi b được đúng không này nó không thể nào ra chuỗi b đây được do, do đó thằng này đáp án nó chính là đáp án sai tương tự như bạn này ha tương tự như mà cái đáp án c nó cũng sai luôn đúng không rồi cái đáp án D thì sao? À, đáp án D có đúng không? Đáp án D thì mình có thể mình tìm ra một cái chuỗi nào khác để biểu diễn hai này không tương đương? À, ví dụ thầy có cái cái chuỗi lần uh, này nó phải là kết thúc, nó không thể nào mà kết thúc bởi hai chữ B được, đúng không? Đúng không? Các bạn thấy nó có phải kết thúc bởi hai chữ B được không? nó đi theo hướng này chắc chắn nó ra một cái chỗ là mình không thể xây dựng được cái string rồi do đó những gì có thể kết thúc bởi cái thằng a b à nó không thể à, nó vẫn có thể kết thúc bởi 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 bởi, bb đúng không thì nó cái từ kết thúc thì không chính xác thầy sử dụng ngay luôn cái chuỗi bb luôn tức là có chuỗi bb luôn à đằng này chắc chắn nó không thể nào đúng không thằng này chúng ta chỉ có là, là cái chuỗi với độ dài là hai thì mình chỉ có đó là ba thôi hoặc là ab thôi hoặc là aa thôi đó. do đó cái chuỗi độ dài là hai thì mình có thể check ngay đó. À, nhưng mà cái thằng này thì sao ta? à, à thì mình sẽ thêm mà ví dụ thì thêm đó là bab bba đi bba b BBA, ví dụ vậy? Chắc đó, đó là những cái cách mà các bạn mình nói năm nay đó mình mình chắc cái tính tương đương tương đương đó. thì các bạn nắm bắt những cái bài trước ví dụ đó thì chắc đó là BBA. Tại vì mình thấy cái thằng này nó có hai cái B liên tiếp, à. đó. mà tương ứng với kết trạng của thằng này nó có không có hai cái B liên tiếp thì chỗ này thì có thể tìm cái ví dụ theo nương theo cái chỗ BB B đó. đó. nhưng mà cái đó bán D này cũng muốn đáp án sai, án sai thì chắc chắn là lựa chọn nó bán A rồi không cái bài này nhìn vào nó bán biết là ngay đó bán A đúng không? Rồi, ok ha. Thì chúng ta cũng tương đối tương đối thôi chứ không phải mà chúng ta đi hết được tất cả những vấn đề liên quan về cái automata này. Nó rất là rộng và rất là nhiều ha. À, có thời gian các bạn bạn coi kỹ những cái vấn đề liên quan à, và tìm hiểu thêm những bài tập mà chúng ta làm. Ok ha. Rồi như vậy cái buổi ôn tập của thầy đó thì nó thẳng các bạn thầy ôn cũng tương đối kỹ đó à, chúng ta học hai tiếng rồi bây giờ thầy dạy tới các bạn tới 3 tiếng đồng hồ luôn à, rồi ok nha cứ tiếp tục như vậy chúng ta ôn tập à, thì chưa nắm bắt thì coi lại video bài bài giảng hôm nay và tiếp tục làm ôn tập những cái vấn đề mở rộng hơn À thì như vậy sau hai buổi thì cũng đã ôn tập các bạn đầy đủ những cái kiến thức liên quan về hai cái module đầu tiên và cũng khá là quan trọng. Tuy nhiên chúng ta không thể nào mà 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 mình đào sâu hết được tất cả, nhưng mà cơ bản thì chúng ta nắm bắt được ý chính và những cái cái nốt quan trọng tương ứng của hai cái mạng kiến thức này. Thì tiếp tục để ôn tập nó hiệu quả đó thì các bạn có thời gian thì các bạn lấy ra các bạn coi lại và uh, nghiên cứu thêm những cái phần hoặc là À, mình nói nôm na là mình check những cái chỗ nào mà mình chưa có vững à, chưa có thông suốt thì lấy ra mình dò mình coi mình nghiên cứu thêm rồi ok không có ai câu hỏi gì không thầy cho em hỏi là câu 28 sẽ nó không phải là c hả? câu 28 yeah. câu 28 không phải là c Lớn hơn bằng không Lớn hơn bằng không tức có nghĩa là Nó có thể chẳng có thể lẽ đúng không Tức là em xây dựng một cái automat mà có thể xảy ra được cái trường hợp Là có thể chẳng có thể lẽ được không Chắc chắn là không rồi đúng không Đúng không Dạ ừ. Thì chỉ có thể là Là lẽ là, 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 là hoặc là, là chẳng thôi Một là lẽ hai là chẳng thôi Không thể nào mà xảy ra cái trường hợp mà Mà có cái điều trường hợp là lẽ và chẳng được rồi có vấn đề gì nữa không dạ thầy em hỏi